Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại thiên thế giới, tập 70, Lâm Động Mục Trần, mau đi cứu viêm đế. Đợi sau khi toàn bộ ma lực lượng hội tụ ở cự nhãn màu đỏ sậm đến cực hạn, mà ảnh cao lớn vạn trượng chậm rãi biến mất không thấy, chỉ để lại một đôi mắt màu đỏ sậm, cắt gao nhìn chằm chằm thần lửa giận liên mạnh nhất bạo lược mà đến. Tiên thiên thần là đệ nhất thần, đều cảm giác được tiêu viêm của bạch hỏa liên này ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng kinh người. Nếu như không phải mình lựa chọn thần trụy ma đạo, đạt được toàn ma lực, chỉ sợ cho dù là hắn giúp hết toàn bộ danh sách thứ nhất thần lực, sợ cũng không thấp mạnh nhất thần lửa giận lên uy lực cực lớn. Viêm đế này cường đại, vượt qua tiên thiên thần tưởng tượng, năm đó viêm đế liền đáng sợ như thế, từ hạ vị diện đấu khí đại lục tấn thăng đến đại thiên thế giới, hơn nữa vẻn vẹn tốn mấy chục năm thời gian, liền trở thành đại thiên thế giới truyền kỳ nhân vật. Năm đó ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn nhìn thấy nhân vật truyền kỳ như vậy, cũng là đối với người này cực kỳ cung kính, bởi vì hắn là viêm đế. Một nhân vật truyền kỳ cường đại như vậy, cùng với một nhân vật truyền kỳ khác, Võ Tổ Lâm Động, hai người liên thủ tiến vào Thánh Uyên chi địa, đối kháng đông đảo Thiên Ma Đế, hơn nữa còn đánh bại đánh chết những Thiên Ma Đế này. Nhất cử trở thành Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung, nhân vật mà cung chủ Đại Thiên Cung đều cực kỳ kính nể, đây chính là chỗ đáng sợ của viêm đế, Toàn Ma Dị Thiên Thủ. Lúc này, một đạo lực lượng đáng sợ từ trong con ngươi màu đỏ sậm bắn ra, hình thành bàn tay khổng lồ màu đỏ, bàn tay khổng lồ hiện lên hào quang màu đỏ tàn mát ra lực lượng ma đáng sợ vô cùng, thanh thế cực kỳ kinh người. Chỗ bàn tay khổng lồ màu đỏ đi qua, lưu lại một khe nứt không gian thật dài trên khe nứt còn mang theo lực lượng ma khiến cho không gian thật lâu không thể khép lại mang theo lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy vạn vật đang đụng vào thần lửa giận liên mạnh nhất kia dưới tầm mắt của vô số người bạch hỏa liên và toàn ma dị thiên thủ ầm ầm va chạm vào nhau trong nháy mắt va chạm toàn bộ không gian thiên nguyên giới tràn ngập một luồng năng lượng rất mạnh đáng sợ khiến toàn bộ không khí trong đại giới lâm vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi ầm 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 đình trệ rằng có một lát sau song phương này đáng sợ đến cực hạn năng lượng cường đại chính là ở trên hư không hung hăng nổ tung ra. Coi như là thiên nguyên giới là đẳng cấp thứ hai đại giới, không gian đều trở nên cực độ vạn vại lên, đồng thời toàn bộ thế giới đều trở nên hôn thiên địa ám. Dưới sự đan xen của năng lượng đáng sợ như vậy, một vòng gió lốc năng lượng màu trắng rực rỡ cùng với gió lốc năng lượng màu đỏ sậm lập tức thổi quét ra bốn phía, tốc độ của hai cơn bão cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, chính là đem hỗn nguyên thiên bên trong tất cả ngọn núi đều là phá hư sạch sẽ, không gian đều bị ngọn lửa sóng nhiệt thiêu đốt nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Toàn bộ hỗn nguyên thiên trên không hình thành năng lượng vòng xoáy lớn năng lượng cường đại còn đang không ngừng phóng thích ra gợn sóng đáng sợ hướng bốn phía liên tục khuếch tán ra hai cỗ đối chạm ở giữa sinh ra lực lượng đủ để phá hủy vạn vật coi như là thứ ba dãy thần vẫn là thứ hai dãy thần nếu như bị vây năng lượng này trong vòng xoáy lớn cũng nhất định sẽ tại chỗ ngã xuống vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua vòng xoáy không gian kia rất nhiều cường giả đứng đầu cùng thần theo thứ tự đều không thể ngăn chặn rung động nội tâm đây chẳng lẽ mới là thực lực chân chính của tiêu viêm cùng tiên thiên thần sao cái này cũng quá mức đáng sợ đi đặc biệt là tiêu viêm hắn thi triển lực lượng đã không phải là một vị có được thứ ba danh sách thần lực có thể thi triển sức chiến đấu thậm chí thứ nhất danh sách thần lực cũng hơi không bằng viêm đến làm tiên thiên thần cũng không dám chậm trễ dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ như thế nhưng mà đây là thực lực của tiêu viêm để tam danh sách thần có thể bộc phát ra lực phá hoại cường đại kinh người như thế trong vòng xoáy không gian hỏa dưỡng lực cùng với toàn ma lực phong bạo tùy ý nhưng mà hình ảnh kế tiếp càng làm cho mọi người cả kinh đợi sau khi năng lượng trên bầu trời dần dần tàn đi một mảnh không gian kia sớm đã trở nên hư vô bởi vì hai cỗ lực lượng quá mức khủng bố, ngay cả không gian thiên nguyên giới cũng bị phá hư, hóa thành một mảnh hắc ám. Bóng tối hiện lên, trong lúc mơ hồ, một đôi mắt khổng lồ màu đỏ sậm chậm rãi mở ra trong hư vô, nhưng mà đợi mở ra trong nháy mắt, trên mắt khổng lồ thậm chí có chút đại lượng máu phun ra, cặp mắt kia có vẻ cực kỳ dữ tợn. Khí tức toàn ma đúng là vào giờ khắc này, cấp tốc yếu bớt, nhưng mà một đạo thanh âm của tiên thiên thần chậm rãi truyền ra. Thật sự là không nghĩ tới, bản thần hôm nay lại bại ở trong tay ngươi, đạo hỏa liên này của ngươi lại có thể cùng toàn ma dị thiên thủ đối kháng tuy rằng ta và ngươi đều là không thể chiến thắng lẫn nhau, nhưng là, ta nghĩ ngươi cũng kém không nhiều lắm đến cực hạn đi. Ở một chỗ hư vô hắc ám khác, sắc mặt tiêu viêm giờ phút này, cực kỳ tái nhợt, trên người có nhiều chỗ thương thế, khóe miệng cũng có máu đỏ tươi chảy ra. Không nghĩ tới chính mình mạnh nhất thần lừa giận liên lại cũng không thể đánh chết toàn ma tiên thiên thần, hơn nữa tại lần này đối chạm trong, song phương đều là bị hút vào trong vòng xoáy lớn, bị trong đó lực lượng khủng bố trọng thương tự thân, hiện tại muốn tiếp tục chiến đấu, cơ hồ thi triển không ra bao nhiêu lực lượng đến ngươi thật sự quá cường đại. Ta đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể đánh chết ngươi, cảm giác đau đớn cùng suy yếu sau khi trọng thương trong cơ thể đã bỏ đầy toàn thân tiêu viêm, cho dù ý chí của hắn cường đại, chỉ sợ cũng không thể kiên trì được nữa. Ta đã cố hết sức. Tiêu viêm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hơn nữa tức giận cũng dần dần trở nên yếu ớt. Mà tiên thiên thần cũng giống như tiêu viêm, có lẽ là nguyên nhân tu vi tiên thiên thần tốt hơn tiêu viêm một bậc, tuy rằng hắn cũng bị trọng thương nặng, nhưng ý chí lại mạnh hơn tiêu viêm một chút, cho nên hắn đang dùng toàn ma lực thúc giục, hy vọng có thể cho tiêu viêm một kích cuối cùng bất quá đằng lúc tiên thiên thần vận chuyển sát chiều cuối cùng thời điểm hư vô trong bóng tối vậy mà xuất hiện một đạo đáng sợ hư vô bão táp bão táp xuất hiện lệnh toàn bộ hỗn nguyên thiên vạn vật đều chịu ảnh hưởng cực lớn trong thiên địa trong nháy mắt cát bay đá chạy không vạn vật sinh linh đều khó thoát khỏi hư vô bão táp tập kích đây là hư vô bão táp mau rút lui không nên bị cỗ bão táp này hút vào trong đó bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi mau chạy khỏi hỗn nguyên thiên bất quá tiêu viêm cùng tiên thiên thần cách hư vô phong bạo gần nhất trong chốc lát chính là trực tiếp bị cuốn vào trong hư vô phong bạo khủng bố một cỗ hư vô lực có thể hủy diệt vạn vật đem thân thể tiêu viêm cùng tiên thiên thần bao phủ mà xuống nhìn thấy tiêu viêm bị cuốn vào hư vô phong bạo lâm động và mục trần vừa định ra tay cứu tiêu viêm thì bị bốn vị thần ngăn lại đi mau không có thời gian tiêu viêm hán đã cuốn vào hư vô phong bạo cho dù các ngươi đi cũng là không cách nào đem cứu ra làm không tốt các ngươi cũng sẽ trực tiếp mất mạng hư vô phong bạo một khi hình thành bị bao phủ trong đó coi như là đệ nhất danh sách thần cũng không cách nào dễ dàng đào thoát huống chi hai người bọn họ đã thân bị trọng thương dưới trạng thái muốn chạy ra hư vô phong bạo cơ hồ không có khả năng tiêu huynh liều mạng toàn lực bảo vệ nguy cơ của thiên nguyên giới chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn tiêu huynh ngã xuống trước mắt chúng ta sao chuyện không thể làm như vậy dù sao hai người bọn họ cùng tiêu viêm quan hệ không giống bình thường bọn họ lúc trước ba người vì đánh bại cường địch không sợ bất luận cái gì liều mạng cũng phải thủ hộ thế giới cho nên cho dù có lo lắng về tính mạng Lâm Động Mục Trần Hán cũng phải cứu Tiêu Viêm ra, mặc kệ kết cục như thế nào, bọn họ đều không có bất kỳ một câu oán hận nào, có lẽ đây chính là đạo bảo vệ trong lòng mỗi một cường giả chân chính. Mà Tứ Tôn Chi Thần cũng không nói thêm gì, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại nghĩ một mình thiên nguyên giới Tiêu Viêm cùng Tiên Thiên Thần đối kháng lâu như vậy, chính là vì bảo vệ thiên nguyên giới, hiện giờ bị cuốn vào trong hư vô phong bạo, sinh tử chưa biết. Đôi mắt của bốn vị thần trong nháy mắt phát ra một đạo tinh mang, "Tốt, chúng ta cùng đi, mặc kệ có thể cứu ra hay không, chúng ta nhất định phải làm hết sức." Chúng ta cũng đi cùng các ngươi, Tứ đại cổ thần cũng lên tiếng. Bất quá lại bị bốn tôn chi thần phản bác trở về, bốn người các ngươi làm quy khư thần điện chấp trưởng giả, còn có rất nhiều trách nhiệm trong người, không cần bạo hiểm cái này, nếu như sáu người chúng ta không thể trở về, về sau Thiên Nguyên giới liền giao cho các ngươi. Nhưng còn không có thể Tứ đại cổ thần nói cái gì, lại bị một cỗ lực lượng trong ngăn cản. Tổ Thao chi thần thân là đệ nhị thần, cỗ lực lượng kia đủ để khiến Tứ đại cổ thần đều hoảng sợ, nếu Tổ Thao chi thần đã tâm ý quyết tứ đại cổ thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới ánh mắt của vô số người, bốn vị thần nhìn chư thiên sinh linh lần cuối cùng, lúc này cũng không quay đầu lại lướt tới gần hư vô phong bạo có lực lượng hủy diệt khủng bố, sau đó lâm động mục trần hóa thành lưu quang cũng cùng nhau lướt tới trong đó. Khi mọi người nhìn thấy bốn vị thần thiên nguyên giới cùng với sáu người lâm động và mục trần biến mất trong hư vô bão táp, trong mắt mỗi người đều hiện lên một tia lệ quang, trong lòng có mức độ tuyệt vọng và vô lực khác nhau. Bất quá làm đệ tam thần tứ đại cổ thần, mặc dù có muôn vàn khó chịu, cũng không thể để cho bọn hắn không công hy sinh chợt trực tiếp xoay người cố nén tuyệt vọng trong lòng nói với mọi người chúng ta mau rời khỏi hỗn nguyên thiên nơi này chờ một chút sẽ bị hư vô bạo táp triệt để thôn phệ thực hành trụ hài bên trong bụi bậm. vô số mọi người cũng lau nước mắt một chút sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thúc giục nguyên khí của bản thân nhanh chóng bay về phía các thiên vực khác tuy rằng bọn họ không muốn làm người chạy trốn kia nhưng đây đã là lựa chọn không có cách nào tiêu viêm huynh lâm động huynh mục trần huynh bọn họ thật sự sẽ ngã xuống sao Lý Ảnh thân là cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ, hắn cũng có một cỗ nhiệt huyết không ngừng, hắn từ trên người Tiêu Viêm ba người nhìn thấy rất nhiều chỗ đáng giá để học tập. Cho dù là ám lệnh đều là như thế, không chỉ có bọn họ, Vũ Khỉ, Tử Nhất Tình, Vương Hy, Lý Quang, còn có Ngũ Hành Thiên cùng Càn Khôn Thiên, Thương Nguyên Thiên Linh phi tám người đều là đối với hắn nhau nhau chảy ra lệ nóng. Bất quá bọn họ không có dư thừa thời gian ở chỗ này dừng lại, dưới sự chỉ huy của tứ đại cổ thần cùng với tất cả đại tôn, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới chư thiên vực khác, tạm thời hư vô phong bạo hủy diệt chi huy mà lúc này hư vô bão tác trở nên càng ngày càng mãnh liệt hỗn nguyên thiên không gian bắt đầu toàn bộ sụp đổ xuống hư vô lực lượng càng là giống sóng biển bình thường tràn vào trong đó mà ở khu vực trung tâm hư vô phong bạo nơi này lực lượng hư vô hủy diệt càng là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố điểm giới hạn vạn vật sinh linh càng là không cách nào giải thoát ra chỉ có thể cứng rắn bị hư vô hủy diệt lực lượng xé rách không thanh âm không cam lòng kia của tiên thiên thần kiệt lực phản kháng rõ ràng còn kém một bước liền có thể đem tiêu viêm triệt để đánh chết nhưng hết lần này tới lần khác ở trong hư vô hắc ám xuất hiện hư vô phong bạo có thể khủng bố này một khi bị cuốn vào bên trong muốn sinh tồn cơ hồ là không ta không cam lòng a à. vì cái gì vì cái gì a à. một cỗ làm tiên thiên thần đều cảm thấy tử vong khí tức hư vô bão táp không ngừng tại xé nát thân thể của hắn trong bão táp lực lượng trực tiếp làm trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương máu không ngừng chảy ra đồng dạng đã hôn mê tiêu viêm cũng là như thế thân thể của hắn bị bực này đáng sợ hư vô bão táp không ngừng tàn sát bừa bãi sao máu thịt mơ hồ, hơn nữa như cũ thấy không rõ tiêu viêm hình dạng, giống như là một đạo mơ hồ huyết nhân bình thường, khủng bố dọa người. Phốc suy, một ngụm máu tươi phun ra, tiên thiên thần muốn dùng hết toàn lực thoát khỏi hư vô phong bạo xé rách, thế nhưng vô luận hắn phản kháng như thế nào, vẫn là tốn công vô ích, từng đạo hư vô phong bạo kinh người không ngừng thổi quét mà đến, khí tức tử vong đã đem tiêu viêm cùng tiên thiên thần hoàn toàn bao phủ chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn ngã xuống trong hư vô phong bạo sao tiên thiên thần kia cơ hồ vặn vẹo dữ tợn biểu lộ biểu thị vô cùng không cam lòng, trên người thứ nhất danh sách thần lực cùng toàn ma khí, không ngừng thiêu đốt ở quanh thân. Mà trái lại tiêu viêm bên này càng làm cho người ta nhìn, đều sẽ một mặt tóc gái dựng thẳng lên, bởi vì máu thịt cùng với diện mạo của tiêu viêm đều đã bị máu bao trùm, máu thịt mơ hồ, cực kỳ dọa người. Trên người tức giận đã cơ hồ biến mất không thấy, chỉ có còn có một tia tiếng tim đập, xem ra ở hư vô bão táp bên trong, coi như là tiêu viêm thần thể cũng không cách nào chống cự được hư vô hủy diệt lực lượng như vậy. Bất quá ở phía sau tiêu viêm cách đó không xa, sáu đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện bọn họ làm như đã thấy được tiêu viêm bước đi gian nan trầm trọng không ngừng đi tới tiêu huynh chúng ta tới cứu huynh ra ngoài lâm động mục trần thầm nhủ nhìn thấy bộ dáng của tiêu viêm sáu người bọn họ đều khiếp sợ nếu như không cứu tiêu viêm ra ngoài chỉ sợ nhất định sẽ bị lực lượng hư vô hoàn toàn cắn nuốt hủy diệt mặc dù nói sáu người bọn họ thi triển toàn bộ lực lượng chống đỡ hư vô báo táp nhưng cỗ lực lượng này quá mức cường đại đáng sợ sáu người bọn họ cũng không dám cam đoan kiên trì bao lâu bởi vì bọn họ lúc này coi như là có cường đại lực lượng phòng ngự nhưng là trên thân thể cũng đồng dạng xuất hiện bất đồng trình độ thương thế máu tươi chậm rãi chảy ra mà khoảng cách tiêu viêm còn có 10 thước thời điểm sáu người bọn họ thần sắc trong nháy mắt biến đổi phóng tới ngoài trăm thước tiên thiên thần trên người vừa nhìn xuống trực tiếp làm cho lâm động mục trần cùng với bốn tôn chi thần triệt để người được chân chính tử vong khí tức thậm chí so với tử vong càng làm cho người ta hít thở không thông bởi vì nơi đó có một đạo ma ảnh cực lớn hình dạng cũng không rõ ràng nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy hắn phẳng phất là chắp tay mà đứng ánh mắt nhìn xuống mảnh hư vô này một loại khí thức khó tả chậm rãi tràn ngập ta bút theo một đạo ma âm truyền ra đạo ma ảnh thân kia phẳng phất trong lúc mơ hồ là trở nên ngưng thực một ít trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài thân mặc áo bào đỏ thẫm đôi mắt màu đỏ kia phẳng phất có một loại cảm giác áp đảo thiên địa đó là vật gì lâm động mục trần cùng với tứ tôn chi thần nhìn ma ảnh màu đỏ trong hư vô ánh mắt đều không thể tin được Mặc dù nói tu vi cảnh giới của Lâm Động và Mục Trần là chuẩn thần cảnh, nhưng cho dù là thần thứ ba và thần thứ hai thôn thôn, khi nhìn thấy ma ảnh màu đỏ này, lại có một loại cảm giác, đó là một loại cảm giác vô lực khiến bản thân không hề chống cự. Tiên Thiên Thần Trọng thương ngẩng đầu nhìn ma ảnh màu đỏ khổng lồ trong hư vô, khuôn mặt đầy dữ tợn, dần dần hiện ra một cỗ ánh sáng hy vọng, tuyệt địa phùng xin. Toàn ma đại nhân, cứu ta! Tiên Thiên Thần kích động lên tiếng, đạo ma nhãn màu đỏ này hắn vô cùng quen thuộc, chính là người thần bí trước đây cùng hắn hợp tác ma màu đỏ khổng lồ nhìn tiên thiên thần đang hấp hối phát ra một đạo ma âm đồ vô dụng sau khi thần trụy ma đạo vẫn không thể đánh bại hắn nhìn thấy toàn ma giận dữ mắng mỏ chính mình tiên thiên thần cũng là không dám nhiều lời khó chịu run rẩy nói toàn ma đại nhân viêm đế trên người cỗ lực lượng kia thực sự quá mạnh mẽ cho dù ta triệt đề nhập ma cũng chỉ có thể cùng nó lưỡng bại câu thương kính xin toàn ma đại nhân chứng kiến ta cùng ngươi hợp tác phân thượng cứu cứu ta chật vật tiên thiên thần đối với màu đỏ ma ảnh đau khổ cầu khẩn nói a à, câu đạo chuyện của ngươi đến bây giờ cũng còn chưa hoàn thành chính ngươi lại bị làm cho lần này chật vật bộ dáng ta nên như thế nào cứu ngươi ma âm màu đỏ phi thường bình thản nhưng là theo như lời trong đó ý tứ làm tiên thiên thần cảm thấy vô cùng tuyệt vọng nhưng là như trước mang theo cuối cùng ý chí khẩn cầu nói ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi sau này tiên thiên thần của ta chính là thủ hạ của ngươi nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của tiên thiên thần ma ảnh màu đỏ cũng không trả lời tiên thiên thần mà đưa mắt nhìn về phía sáu người lâm động mục trần thôn, thôn 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 chờ ta xử lý đám nhân loại hạ đẳng này trước ta sẽ thu thập ngươi cho tốt sau đó một đôi ma nhãn màu đỏ định hướng khí tức đám người lâm động mục trần một cỗ uy áp ngập trời trực tiếp bao phủ bọn họ cảm nhận được uy áp đáng sợ như vậy sáu người lâm động mục trần cũng hít một hơi khí lạnh thật sâu sau đó họ vận chuyển toàn bộ lực lượng trong cơ thể ngưng tụ ra một vòng năng lượng phòng hộ chống đỡ uy áp đó sau đó sáu người lướt mắt nhìn nhau trực tiếp cùng nhau liên thủ thi triển ra lực lượng mạnh nhất của bọn họ một đạo long ảnh thật lớn chậm rãi từ trong hư vô phong bạo nhô ra xa xa nhắm ngay mà ảnh màu đỏ mang theo tiếng long ngâm khủng bố bạo vọt mà đi. Bùm! Ngay khi lông ngâm mở cái miệng khổng lồ sắp nuốt chửng ma ảnh màu đỏ, ma ảnh màu đỏ trong hư vô kia cũng vươn bàn tay ra, hơn nữa, khiến người ta hoảng sợ nhất chính là bàn tay của hắn lại xuyên thủng hư vô phong bạo. Cái này cũng không tính là gì, long ảnh khổng lồ do sáu người lâm động mục trần tứ tôn chi thần liên thủ hợp kích, trực tiếp bị thế công cường đại của đối phương đánh bại, ngay cả một tê sức chống cự cũng không có. Ngay sau đó một đạo thế công liền xuất hiện trước mặt sáu người, dưới ánh mắt kinh hãi vô cùng của bọn họ. họ một đạo uy năng có thể dễ dàng xé rách thiên địa, oanh kích vào thân thể Lâm Động Mục Trần và Tứ Tôn Chi Thần. Bùm! Khoảnh khắc bàn tay kia vỗ xuống, ngay cả lượng mạnh như hư vô báo táp, thiếu chút nữa đều bị phá hủy trong nháy mắt, mà vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa nguyên khí của Hỗn Nguyên Thiên đều là dưới một trưởng của ma ảnh màu đỏ, nổ tung tiêu tán. Một trưởng này, đúng là khủng bố như vậy. Đợi luồng năng lượng này dần dần tàn đi, hư vô phong bạo cũng bị phá hủy hơn phân nửa, mà thân ảnh của đám người Lâm Động Mục Trần và Tứ Tôn Chi Thần bay ngược ra, máu tươi phun ra không ngừng thân bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng vẹn vẹn một trường liền đem hai vị chuẩn thần cùng bốn vị danh sách thần đánh thành trọng thương hơn nữa còn đem hư vô phong bạo lực lượng đều phá hủy đại bộ phận phải biết rằng lực lượng trong hư vô phong bạo cho dù là đệ nhất danh sách thần cũng không thể dễ dàng chạy thoát ra ngoài đủ để nói rõ lực lượng một trường này đến tột cùng mạnh đến mức nào sau khi bị thương nặng thần sắc lâm động mục trần lộ ra vẻ không dám tin đặc biệt là thần thôn thôn của danh sách thứ hai ánh mắt của hắn lại hết sức phục hồi táp thế công mạnh nhất của bọn họ lại bị đạo ma ảnh màu đỏ này dễ dàng phá hủy nhưng bọn họ đều biết thực lực của ma ảnh màu đỏ này chỉ sợ vượt xa tiên thiên thần mà thực lực của tiên thiên thần chính là đệ nhất danh sách thần như thế xem ra đạo ma ảnh màu đỏ này thực lực chỉ sợ đã vượt qua đệ nhất danh sách thần đạt tới cao hơn thần cảnh lĩnh vực vậy thì cảnh giới cao hơn trên thần thứ nhất đến tột cùng là cảnh giới gì đây liền ngay cả đệ nhất danh sách thần tiên thiên thần cũng không biết danh sách thần phía trên là cảnh giới gì hắn chỉ biết là thứ nhất danh sách vị trí chính là thiên nguyên giới cao nhất cảnh giới cho nên cũng chính là vì cái gì tiên thiên thần vô luận trả giá cái gì đại giới đều muốn cho mình tấn thăng thứ nhất danh sách vị trí thành là thiên nguyên giới mạnh nhất tri thần được rồi các ngươi những nhân loại hạ đẳng này thậm chí có chút bản lĩnh dưới một trường này của ta không thể ngã xuống mà âm mò đỏ kia lần nữa truyền ra tuy rằng hắn không có thi triển toàn lực bắt đầu hắn phi thường tự tin coi như là đệ nhất danh sách thần dưới một chiêu lực lượng này không chết cũng phải chọc thương nhưng sáu người trước mắt lại có thể chống đỡ được có điều vừa mới đối kháng ma mà ảnh màu đỏ thấy được tổ phù mà lâm động thi triển cùng với pháp thân nguyên thủy của mục trần và các đại trụ thần vật chắc là thần vật trong đại trụ này chống đỡ được lực lượng cường đại của hắn nghĩ tới đây ma mà ảnh màu đỏ trong lòng đã có quyết định nếu ngày sau chờ bọn họ trưởng thành hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi còn có vị viêm đế kia cũng là như thế vừa rồi viêm đế cùng tiên thiên thần đại chiến ma mà ảnh màu đỏ cũng là biết được không nghĩ tới trong cơ thể người này lại còn có lực lượng phần thần đồng dạng thân mang thần hòa bực này đại trụ thần vật đồ vật cường đại như thế đều tập kết ở một thân, một khi theo thực lực tu vi tăng lên, những nhân loại hạ đẳng này nhất định sẽ là một cái uy hiếp. Cho nên, ma ảnh màu đỏ không muốn cho đám lâm động mục trần có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, vươn bàn tay thon dài màu đỏ ra, cách không xa quạt nhẹ xuống, hành động nhìn như mềm mại, lại có uy lực đáng sợ quấy động thiên địa. Nguyên khí đầy trời, dưới một trường kia, toàn bộ nổ tung mà lên, từng cỗ ma khí đáng sợ thối quét ra, toàn bộ không gian hư vô đều là bị chấn đến bộc phát ra từng vòng gợn sóng kịch liệt. Mơ hồ trong lúc, có thể nhìn thấy cái kia cường đại hư vô báo táp, dĩ nhiên đều bị cỗ lực lượng này xô tan đi, đây là đệ nhất danh sách thần trên lực lượng đáng sợ sao. Bùm! Một trường ấn gần như chân không, từ trong bàn tay màu đỏ thon dài nổ tung, trong trường ấn cũng không có bất kỳ dao động năng lượng bàng bạc nào, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ khủng bố, cho dù là đệ nhất thần lực cũng không bằng. Trên trường ấn phát ra khí tức, xé gió mà đến, khủng bố lại cường đại, vẻn vẹn chỉ là một tia khí tức, là có thể lay động hoặc là hủy diệt lực lượng thiên địa lâm động mục trần và tứ tôn chi thần bị khí tức này áp chế không thể thở nổi trường ấn vốn tràn ngập khí tức khủng bố lại quỷ dị dừng cách đám lâm động mục trần một mét sau đó ở bọn họ kinh hãi không ánh sáng bên trong chỗ kia không gian dĩ nhiên bắt đầu vặn vẹo giống như là đang đè ép kia màu đỏ trường ấn hả một đạo ma âm mang theo khó hiểu truyền ra ma ảnh màu đỏ nhìn bốn phía lại phát hiện tiêu viêm vừa rồi còn máu thịt mơ hồ lại trống rỗng không thấy ở trước mặt của hắn lại có thể làm được như vậy cơ hồ ở trong danh sách thần đều là làm không được Hốn chi hắn đã hấp hối không chút khoa trương nói lúc này để cho một vị thiên trí tôn cũng có thể dễ dàng đem hấp hối tiêu viêm trong nháy mắt bóc chết nhưng lúc này thân ảnh của tiêu viêm đã biến mất trong tầm mắt của hắn mà ngay sau đó tít trường ấn màu đỏ dưới sự vặn vẹo cực độ của không gian hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn cảnh tượng này không chỉ khiến lâm động mục trần và bốn vị thần mắt lộ vẻ hoảng sợ mà ngay cả ma mà ảnh màu đỏ cũng có chút khó tin thế nhưng đem chiêu thức cường đại này của hắn mạnh mẽ phá vỡ lực lượng của hắn thế nhưng là vượt xa trình tự thần chẳng lẽ nơi này xuất hiện một vị vượt qua trình tự thần thần là ai ra đây cho ta một đạo ma âm giận dữ truyền ra trong không gian hư vô hơn nữa trong ma âm mang theo lực sóng âm có thể trong nháy mắt đánh nát linh hồn người khác lâm động mục trần cùng với tứ tôn chi thần cảm giác được linh hồn của mình sắp nổ tung một đôi tay khoác lên vai bọn họ một cỗ lực lượng ôn hòa tiến vào trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt làm cho linh hồn sắp nổ tung ổn định lại lúc này đám người lâm động mục trần quay đầu lại thì thấy người khoác lên vai mình là tiêu viêm nhưng lúc này kim quang trên người tiêu viêm tăng vọt khí tức phát ra so với thần lực càng cường đại và thần thánh hơn các ngươi không sao chứ một đạo âm vang hữu lực truyền vào trong lỗ tai bọn họ lâm động mục trần còn chưa kịp phản ứng ánh mắt nhìn tiêu viêm một lát mới chậm rãi mở miệng nói không không có việc gì cũng may tiêu huynh kịp thời ra tay cứu chúng ta không có việc gì là tốt rồi ta đã dùng ở trong cơ thể các ngươi rót vào một tia thần hồn lực lượng coi như là hư vô bão táp cũng tạm thời không cách nào thương tổn đến thân thể của các ngươi kế tiếp liền giao cho ta đi mà tiên thiên thần nhìn thấy tiêu viêm lúc này hoàn hảo không tổn hao gì thiếu chút nữa tắt thở điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi vừa rồi viêm đế rõ ràng đã trọng thương hơn nữa bị hư vô phong bạo tập kích quả thực bị thương càng thêm thương vì sao bây giờ còn có thể giống như không có việc gì còn bộc phát ra lực lượng thần thánh cường đại đột này người đến tột cùng là ai tiên thiên thần rốt cuộc ức chế không được nội tâm nghi hoặc rõ ràng chỉ là thứ ba danh sách thần vậy mà một lần lại một lần thoát ly hiểm cảnh đem chính mình bị thương nặng không nói còn đem chính mình bước thành bực này chật vật bộ dáng ta là ai đương nhiên là người giết ngươi trên thân thể tiêu viêm không ngừng phát ra từng đạo kim quang chậm rãi từng bước một hướng tiên thiên thần cùng với mà ảnh màu đỏ bước tới nhìn thấy bộ dáng tiêu viêm từ trên cao nhìn xuống tiên thiên thần vớt cục vào giờ khắc này triệt để hiểu rõ đối phương đến tột cùng là cường đại cỡ nào đệ nhất danh sách thần lực dĩ nhiên đều không cách nào đem tiêu viêm đánh chết chỉ sợ đối phương đã có được có thể so sánh thậm chí vượt qua đệ nhất danh sách thần lực càng mạnh hơn viêm đế đáng giận biểu tình của tiên thiên thần trở nên dữ tợn đặc biệt muốn một tay xé ra tiêu viêm bất quá hắn biết tiêu viêm hiện tại đã không phải là người hắn có thể đối kháng cho nên ánh mắt của hắn chính là hướng về ma ảnh màu đỏ thật lớn xin giúp đỡ toàn ma đại nhân cứu ta giúp ta giết viêm đế chết tiệt này nếu mình hiện tại đã không phải là đối thủ của đối phương như vậy chỉ có thể cúi đầu làm người chỉ hy vọng vị toàn ma đại nhân này có thể trợ giúp mình ra tay đánh chết viêm đế mà ma ảnh màu đỏ không trả lời tiên thiên thần trả lời hắn chính là tiếng tiêu viêm trả lời muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy kim quang trên người tiêu viêm tăng vọt vô hạn thần lực trong cơ thể càng cường đại lên cỗ lực lượng thần này chắc hẳn tiêu viêm cũng vô cùng quen thuộc đây chính là lực lượng thần hồn siêu việt danh sách thần chuẩn xác mà nói đây là lực lượng thần hồn của phần lão ngay khi ý thức yếu ớt của tiêu viêm sắp biến mất vào giờ khác này lại cấp tốc khôi phục lại tiêu viêm phát hiện trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng thần bí mênh mông bàng bạc bắt đầu dần dần thức tỉnh lan tràn tới toàn thân tiêu viêm cũng vào lúc đó trong đầu mình xuất hiện một thanh âm già nua tiểu tử kia người đã làm rất tốt kế tiếp liền giao cho ta đi cũng chính là một thanh âm này xuất hiện ý thức của tiêu viêm trong nháy mắt khôi phục lại trong cơ thể tràn ngập thần hồn lực lượng vô cùng bàng bạc gia trì bản thân khiến tiêu viêm từ trong chết sống lại đạt được thần lực mạnh hơn lúc này tiêu viêm tản mát ra khí tức chỉ sợ đã đạt tới đệ nhất danh sách thần lực hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía trên cấp tốc tăng vọt dựa theo như vậy tăng vọt tốc độ nhất định có thể siêu việt đệ nhất danh sách thần phía trên càng mạnh thần cảnh lĩnh vực bên trong đây cũng không phải là lần đầu tiên thi triển thần hồn lực lượng của phần lão lúc trước tiêu viêm đối kháng thần trích liên minh sứ giả thời điểm chính là lợi dụng thần hồn lực lượng đem vị sứ giả kia cho triệt để đánh chết lúc trước vẫn chỉ là chúa tể cảnh thân thể rất khó thời gian dài thừa nhận thần hồn lực lượng nhưng là bây giờ tiêu viêm thành thần do đó khiến cho thân thể cũng bắt đầu lột xác thành thân thể ở trong phạm vi thân thể lúc này đây sẽ không xuất hiện lo lắng không thể thừa nhận lực lượng thần hồn cũng chỉ có thần thể mới có thể chính thức thừa nhận lực lượng đáng sợ đến từ thần hồn hơn nữa tiêu viêm lại có được phần quyết công pháp tự nhiên còn có thể hóa giải một tê thần hồn lực lượng mang đến cán trả dưới song trọng bảo hộ chỉ cần phần lão nguyện ý tiêu viêm có thể một mực ở trong loại trạng thái mượn lực này thời gian dài nếu như nói linh hồn cảnh giới đẳng cấp cao nhất là thần cảnh linh hồn như vậy thần hồn lực lượng chính là siêu việt thần cảnh linh hồn tầng thứ cao hơn siêu thoát thần cảnh linh hồn lột xác cao cấp hơn thần hồn muốn đạt tới thần hồn cấp độ có thể không chút nào khoa trương nói coi như là đệ nhất danh sách thần trích cũng không cách nào làm được linh hồn của mình lột xác thành thần hồn bởi vì thần hồn là một loại càng cao tồn tại tiêu chí có thể nói một khi đột phá gông cùm xiềng xích của thần cảnh linh hồn có được thần hồn thần trích như vậy nhất định là vượt qua danh sách thần một cái thần trích tiêu chí dựa theo suy tính như vậy thực lực của phần lão chỉ sợ đã vượt qua thần cảnh thứ nhất đệ nhất danh sách thần cũng đã là đệ nhất thần sáng tạo vạn vật sinh linh trong đẳng cấp thứ hai đại giới nhưng lần này phần lão muộn thần hồn lực lượng cho tiêu viêm lại càng khủng bố như vậy xem ra đệ nhất thần dĩ nhiên không phải là chân chính mạnh nhất trì thần mà trên đệ nhất thần còn có thần cao cấp hơn cường đại hơn các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua trên thân thể tiêu viêm kim quang kia còn đang không ngừng tăng vọt theo kim quang không ngừng phóng ra ngoài một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại thần bí hoàn toàn phóng thích ra trong cơ thể tiêu viêm hơn nữa cũng khống chế được cỗ lực lượng thần bí này cảm nhận được cỗ lực lượng thần bí vô tận này tiêu viêm có tự tin tuyệt đối có thể một chiêu dây thứ nhất danh sách vị trí tiên thiên thần bởi vì cỗ lực lượng này so với danh sách thần lực càng thêm tinh thuần cùng thần thánh tiểu tử kia ta lần này mượn cho ngươi thần hồn lực lượng đã vượt qua danh sách thần vị cho nên lúc này đây mạnh như tiên thiên thần tại ngươi cỗ lực lượng này dưới cũng chỉ là tiểu vu kiếm đại vu vượt qua danh sách thần đó là lực lượng gì cảm nhận được cỗ thần hồn lực lượng đáng sợ trong cơ thể mình đích xác có thể dễ dàng dùng một chiêu liền đem tiên thiên thần đánh chết cũng làm cho đối phương không có chút sức phản kháng nào ha ha ngày sau ngươi liền biết được danh sách thần thượng cái kia cao cấp hơn thần cảnh lĩnh vực bây giờ vẫn là chức xử lý xong trước mắt hai cái chứng mắt chi vật đi nếu phần lão đã nói như vậy tiêu viêm cũng không hỏi nhiều chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất tiêu viêm triệt để đem thần hồn lực lượng nắm giữ tự thân nhìn trước mắt kia chật vật bộ dáng tiêu viêm một tiếng khí phách lẫm liệt thanh âm truyền ra tiên thiên thần hôm nay ai cũng không giữ được ngươi ở đệ nhất thần trước mặt còn dám cuồng ngạo như thế bản thần cho dù chết cũng muốn cùng ngươi cá chết lời rách toàn ba dị thiên thủ lại là một chiêu thức vừa mới mạnh nhất theo cỗ lực lượng cường đại này xuất hiện toàn bộ hư vô trong không gian chính là mang theo một cỗ khí tức hủy diệt đối với mỗi một khu vực không gian chậm rãi bao phủ mà đến tuy rằng chiêu thức này của ngươi rất mạnh nhưng là hiện tại ở trong mắt của ta quả thực chính là không chịu nổi một kích chiêu thức mà thôi. Thanh âm vừa dứt, đôi mắt màu vàng của Tiêu Viêm khẽ động, phát ra thần lực vô cùng cường đại. Bùm! Một cỗ thần chi khí tức cường đại đến khủng bố đến cực điểm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát ra, đồng thời bắn ra một trùng sáng màu vàng, trong nháy mắt cùng ma thủ kia đụng nhau, cũng không có xuất hiện song cỗ lực lượng đối kháng trùng kích, chỉ có vẻ gãy nghiền nát, không cần tốn nhiều sức liền phá chiêu thức mạnh nhất này của Tiên Thiên Thần. Tiên Thiên Thần và Ma Ảnh màu đỏ đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, nhất là đôi mắt màu đỏ của Ma Ảnh kia lại càng khó tin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải biết rằng đây là lực mạnh nhất hắn có được toàn bộ ma lực lượng uy lực của nó đủ để có thể dễ dàng gạt bỏ danh tự thần cho dù là đối thủ của đệ nhất danh tự thần cũng bị thương nặng mà lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn quả thực không dám tin khuôn mặt của tin thiên thần sớm đã vặn vẹo tới cực điểm hắn cũng thật không ngờ chính mình lại bại triệt để như thế đã từng chính mình xâm lấn đại thiên thế giới đã bại một lần hôm nay lại bại nhưng mà lúc này đây thất bại chính là tính vĩnh cửu đối phương nhất định sẽ đem hắn triệt để xóa bỏ nghĩ tới đây Tiên Thiên Thần lại lần nữa đem ánh mắt xin giúp đỡ hướng về phía ma ảnh màu đỏ khổng lồ kia, mà đạo ma ảnh lúc này biểu tình cũng không có trước kia loại kia tự tin, đúng là nhiều hơn một tầng ngưng trọng về mặt. Một màn này, trực tiếp lệnh Tiên Thiên Thần đem lời vừa định nói, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng, hắn cũng không ngốc, vị toàn ma đại nhân này thực lực không thể so với mình thấp, thậm chí đã vượt qua đệ nhất danh sách thần phía trên cao hơn thần cảnh lĩnh vực. Nhưng sau khi Tiêu Viêm không ngừng phóng ra kim quang, toàn ma cũng không dám có một tia khinh địch, chẳng lại nói hiện tại viêm đế kỳ thực lực làm toàn ma đại nhân đều vô cùng kiêng kỵ sao thân thể tiên thiên thần chật vật trốn ở khu vực phía sau ma ảnh nếu không có đem lời nói ra vậy thì dùng hành động để báo cho biết cỗ lực lượng này của hắn là tổ thao chi thần thôn thôn đối với cỗ lực lượng này tựa hồ cũng hiểu không nhiều lắm nhưng là có thể rất khẳng định chính là hiện tại tiêu viêm chỉ sợ đã sớm vượt qua trình tự thần ha ha xem ra có thể cứu vớt thiên nguyên giới thiên mệnh chi tử là hắn lúc này còn lại ba tôn chi thần kiến thức được tiêu viêm thần bí lực lượng sau rốt cục là ở trước tiên thờ phào nhẹ nhõm. Bọn họ có thể trở thành thần trích cũng không ngốc, có thể dễ dàng tan dã thấy công mạnh nhất đến từ đệ đế nhất thần, đã chứng minh lực lượng của tiêu viêm, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Lâm động mục trần không nói gì, trong ánh mắt bọn họ có chút khiếp sợ. Mà bọn họ khiếp sợ chính là, trên người tiêu viêm phát ra kim quang ba động, lại đạt tới trình độ đáng sợ trước nay chưa từng có. Bất quá bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiêu viêm thi triển cỗ lực lượng này, lúc trước ở kỳ nguyên di tích đối kháng thần trích liên minh sứ giả thời điểm, chính là vận dụng cỗ lực lượng này đem sứ giả đánh bại. Nhưng hiện tại cỗ lực lượng này, so với khi đó, càng thêm khủng bố cùng thần thánh, lại có thể làm cho tiêu viêm tuyệt địa gặp sinh, bộc phát ra là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng thần chi lực lượng. Mà ma ảnh màu đỏ vẫn nhìn tiêu viêm, đã sớm không còn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn như trước, cỗ tư thái cao cao tại thượng hiển nhiên bị lực lượng thần bí tiêu viêm thi triển ra hoàn toàn chấn động, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc này khóe miệng có quắp một chút, ma âm từ trong hư vô truyền ra, đây là thần hồn lực lượng người lại có cỗ lực lượng này thật đúng là ngoài dự liệu a đồng tử tiêu viêm phát ra một vòng kim quang cỗ lực lượng đáng sợ này dưới sự khống chế của tiêu viêm đem lực lượng thần hồn toàn bộ ngưng tụ ở trên hữu quyền của mình người chính là người thần bí sau lưng tiên thiên thần hôm nay chính là ngày ngươi ngã xuống thanh âm trầm thấp của tiêu viêm vang lên bước chân nặng nề đánh ra lực lượng hữu quyền đáng sợ của mình một quyền này bộc phát ra kinh người năng lượng lại đem chung quanh hết thảy hư vô bão táp đều triệt để phá hủy trước đây giống như diệt thế bão táp giờ phút này vẹn vẹn tại tiêu viêm cỗ năng lượng kia dưới trong nháy mắt bị tan rã. Thời điểm cảm nhận được cỗ thần hồn lực lượng của Tiêu Viêm Anh kích về phía mình, mà ảnh màu đỏ đúng là cảm giác được có một cỗ cảm giác nguy cơ mà mình chưa từng có. À, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Tuy rằng có thể ở trên một quyền này của Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng hắn thân là toàn ma, tự nhiên cũng không phải dễ dàng bị dọa lớn như vậy. Ma ảnh màu đỏ thúc giục lực lượng ma của bản thân đến mức tận cùng, hình thành một cái lồng phòng ngự rất mạnh. Xung quanh lồng chống mưa còn có ma khí ngập trời bao trùm mặt ngoài, cũng ma khí này lại đang thôn vệ tất cả năng lượng xung quanh, bất kể là nguyên khí hay là thần lực theo thứ tự đều không thể thoát khỏi sự ăn mòn của cỗ mặc khí này vừa ra tay ma ảnh liền không có giữ lại thực lực bất quá đối với chính mình thi triển ra toàn lực sau có đầy đủ lòng tin coi như là ngang nhau cảnh giới đối thủ cũng không cách nào công phá chính mình bực này khủng bố thần chi phòng ngự tuy rằng một quyền vừa rồi của tiêu viêm phát ra lực lượng đáng sợ sớm đã đột phá khu vực trên danh sách thần nhưng trong lòng ma ảnh màu đỏ vẫn có thể chống đỡ cỗ lực lượng này sau một khắc trên không gian hư vô phía trước ma ảnh màu đỏ trong nháy mắt sấm xét vang dội ở nơi đó thân ảnh tiêu viêm bạo lược mà ra, mặt không chút thay đổi, giờ phút này hắn chỉ muốn dùng một quyền lực lượng thần hồn này, đánh chết người thần bí sau lưng tiên thiên thần trước mắt, bởi vì người thần bí này, tất nhiên cùng nội tâm mình suy nghĩ một ít sự tình có liên quan, năm đó đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới hai vị đại chúa tể, bất hủ chi chủ cùng thánh tiên chi chủ, phát sinh diệt giới chi chiến, chỉ sợ cũng có những bài này dấu chân. Hơn nữa lúc ấy để cho thiên nhân giới cướp đoạt tiểu thiên thế giới thương khung chi tâm, cũng nhất định cùng vị này được xưng là toàn ba người có quan hệ, kim quang thao thao bất tuyệt trên tay phải của tiêu viêm không ngừng ngưng tụ thời điểm đạt tới một điểm giới hạn ngay cả không gian hư vô cũng vạn vẹo kịch liệt có thể làm cho không gian hư vô cũng phát sinh vạn vẹo có thể đánh nát lực phòng ngự của mạng ảnh hay không một đôi mắt vàng trung tàn mát ra cường đại thần khí tiêu viêm cũng không có chút nào đối phương thế công nhìn ở trong mắt hắn mượn phần lão lực lượng đủ để đánh bại đối phương toàn lực thi trên lực lượng thân ảnh tiêu viêm từ trong con người màu đỏ của ma ảnh phóng đại vô hạn sau một khắc quyền phải của tiêu viêm trực tiếp đánh tới lồng chống mưa tản mát ra ma khí khủng bố một quyền này mang theo kình phong đáng sợ hư vô không gian vạn vẹo cực độ hình ảnh cực kỳ quỳ dị kim quang tàn sát bừa bãi trực tiếp oanh vào đạo phòng ngự này sau một khác bùm kim quang ngập trời nháy mắt chiếu sáng không gian hư vô hắc ám dưới một trường này bộc phát ra tiếng nổ năng lượng đáng sợ từng cỗ sóng khí màu vàng đáng sợ thổi quét ra cuối cùng oanh kích thật mạnh vào lồng phòng ngự khổng lồ xung quanh trực tiếp là đem lồng phòng ngự trấn đến bộc phát ra từng vòng ngợn sóng kịch liệt vô hình hư vô không gian cũng là vào giờ phút này bị điên cuồng áp xúc mơ hồ trong có thể nghe thấy kia trói mắt kim quang bên trong có âm âm tiếng nổ không ngừng vang vọng trong đó hư vô lực lượng cũng bị này hai cỗ trong đối kháng sinh ra lực lượng toàn bộ cắn nuốt bùm một cái quyền ấn dĩ nhiên là trực tiếp khắc ở cái kia ngập trời ma khí phòng ngự cháo phía trên đồng thời tràn ngập đáng sợ thần thánh khí tức không ngừng công kích phòng ngự lồng áo mỗi một chỗ vị trí cỗ thần hồn lực lượng này không chỉ cường đại giống như từ hàng cổ phá không mà đến vẻn vẹn chỉ là phát ra khí tức liền có thể vạn vạn thiên địa xé rách thiên động lực lượng kinh sợ. Hả? Ma ảnh phát ra một tiếng nghi hoặc, rất hiển nhiên một đạo quyền ấn của Tiêu Viêm có thể lưu lại trên lồng phòng ngự, đã làm ma ảnh có chút hoảng sợ, nhưng mà không đợi ma ảnh kịp phản ứng, toàn bộ lồng phòng ngự truyền đến một loại thanh âm bị xé rách. Chờ ma ảnh kia hơi ngẩng đầu, chính là phát hiện trên lồng phòng ngự của hắn, vậy mà che kín vô số vết nứt, trực tiếp thân thể run lên, trừng to hai mắt, không thể tin được đây là chân thật. Ta nói rồi, ngươi đã nhúng tay chuyện của đại giới khác, như vậy liền đem ngươi cùng nhau giải quyết, hiện giờ đem lực lượng thần hồn toàn bộ ngưng tụ ở trên hữu quyền của mình, lực phá hoại bộc phát ra, càng kinh người đáng sợ, cho nên cho dù là lồng phòng ngự đã toàn lực thi triển, cũng bị một quyền này của Tiêu Viêm vỡ nát. Tuy rằng không phải dễ dàng nghiền nát, nhưng trong lúc đối kháng, đã tìm được lỗ hồng đột phá vòng phòng ngự cường đại của đối phương, nhất cử phá một chiêu này của đối phương. Ngay sau đó lồng phòng ngự răng rắc một tiếng, hóa thành tinh quang đầy trời, chậm rãi rơi xuống, cho đến khi tiêu tán không thấy. Nhưng thế công của tiêu viêm còn chưa kết thúc, công kích vào thân thể ma ảnh màu đỏ khổng lồ, kim quang hữu quyền của tiêu viêm càng rực rỡ một đạo quyền ảnh màu vàng thật lớn trong nháy mắt hiện lên so với thế cùng lúc trước càng thêm hùng hồn đáng chết cỗ thần hồn lực lượng này lại đạt tới nhị trọng thiên vị lực điều này sao có thể ma ảnh gầm lên giận dữ đối diện với lực lượng của tiêu viêm lúc này đã đạt tới cấp độ mạnh hơn hắn phải biết rằng có được lực lượng thiên vị hai tầng đủ để có thể sánh ngang với một ít tồn tại thần trưởng trong thế giới cấp bậc thứ nhất không ngờ trong đại giới đẳng cấp thứ hai lại xuất hiện một vị thần cấp cường đại bậc này cảm nhận được lực lượng của tiêu viêm đánh úp về phía mình lần nữa, ma ảnh cũng không dám chậm trễ, dùng hết tất cả lực lượng ma cũng phải dùng chiêu này chống đỡ mà xuống. bằng không hôm nay chỉ sợ mình thật sự phải ngã xuống ở chỗ này. toàn ma phong thần trận theo ma âm hạ xuống ở bốn phía tiêu viêm nhất thời xuất hiện mười đạo hỏa diễm màu đen, nhiệt độ hỏa diễm cũng không giống như thánh hỏa cùng thần hỏa của tiêu viêm có được nhiệt độ cực nóng. ngược lại hắc sắc hỏa diễm xuất hiện cũng không có làm hư vô không gian nhiệt độ xuất hiện biến hóa, cái này quỷ dị một màn cũng làm tiêu viêm ánh mắt ngưng tụ lúc này vẫn hướng về phía thân thể to lớn của ma ảnh oanh kích qua, mặc kệ đối phương thì triển chiêu thức cường đại gì, hôm nay phải đem ma ảnh này đánh chết. Mặc dù không có chân chính hiểu rõ thân phận toàn ma này, nhưng tiêu viêm lại cảm giác được những ma ảnh này cũng không phải là thiện loại. Nếu không phải thiện loại, như vậy tiêu viêm nếu sẽ không lưu lại người sống. Đi chết đi! Tiêu viêm quát to một tiếng, trượt kim quang trên cánh tay tăng vọt, bao phủ mười đạo hỏa dưỡng màu đen trong kim quang. Cái kia màu đỏ ma ảnh sắc mặt nháy mắt biến đổi, độ ra vô cùng dữ tợn biểu lộ, trầm giọng nói dĩ nhiên muốn công kích hắc hỏa, bất quá ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Mười đạo hỏa diễm màu đen bị kim quang bao phủ đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh người, toàn bộ thời gian hư vô không gian đều chậm lại, cũng chính là trong khoảnh khắc này, hai tay ma ảnh màu đỏ kia nhanh chóng kết ấn. Mười đạo hắc sắc hỏa diễm hướng về cùng một phương hướng bạo lược mà đi, trong chốc lát, theo mười đạo hắc sắc hỏa diễm đan sen xuống, tại nơi đó khu vực, đúng là hình thành một đạo hắc sắc kỳ điểm. Trong kỳ điểm màu đen này, không ngờ ẩn ẩn tàn mát ra lực lượng khiến Tiêu Viêm cảm thấy kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? tiểu gia hỏa cẩn thận một chút không nghĩ tới ngay cả thi triển toàn ma phong thần trận cũng thi triển ra thật sự là đại thủ bút mà tiêu viêm đối với đạo phong thần trận này hiểu biết rất ít cũng không biết đạo trận pháp này có tác dụng gì lúc này phần lão giải thích toàn ma phong thần trận chỉ có độc môn ma kỹ của mấy tên kia những tên kia tiêu viêm nghi hoặc lên tiếng bọn họ là đến từ đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong siêu thần thế lực không biết ngươi có hay không nghe qua diệt thần phủ tiêu viêm nghe vậy lắc đầu đối với bất cứ sự vật nào trong thế giới đẳng cấp thứ nhất tiêu viêm hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc trước, có thể biết được một ít ở đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong thần thế lực, chỉ có thần trích liên minh, cùng với lúc ấy vị kia gọi vũ tuyết nữ tử chỗ ở thế lực, vũ thần các cùng đan thần vực. Còn có tổ long chỗ ở thế giới cũng hiểu rõ một chút, mặc dù biết được những ngày thần thế lực danh tự, lại không biết những ngày thần thế lực chân chính nội tình. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua, lai lịch diệt thần phủ cực kỳ thần bí, trong thế lực này có rất nhiều thần trích cường đại, mà bọn họ tu luyện không phải thần nguyên khí, mà là ma nguyên khí nhưng mang nguyên khí cùng thần nguyên khí tu luyện hệ thống bất đồng. Toàn ma lực chính là mang nguyên chi khí bên trong một loại ma lực lượng, mà ở diệt thần phủ bên trong địa vị chính là căn cứ tu luyện mang nguyên chi khí đẳng cấp đến định nghĩa, mà toàn ma lực cũng đã vượt xa danh sách thần lực, cho nên ở diệt thần phủ bên trong thấp nhất thực lực ngưỡng cửa đều là siêu việt đệ nhất danh sách thần phía trên vì cất bước. Lời này vừa nói ra, đại não của tiêu viêm trực tiếp bị trống rỗng, tồn tại thứ nhất thần cường đại như thế, dĩ nhiên ở trong diệt thần phủ đều hoàn toàn không có số, ở trong thế giới đẳng cấp thứ nhất, những thần trích kia đến tục cùng là cường đại cỡ nào a? À? Cũng chính là những tên kia hệ thống tu luyện bất đồng, tu luyện ma nguyên khí, khiến cho diệt thần phủ trở thành ở đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong đứng đầu thần cấp siêu thần thế lực địa vị, coi như là một ít siêu thần thế lực cũng không bằng diệt thần phủ. Cho nên vị thần bí nhân hợp tác với tiên thiên thần này chính là siêu thần thế lực đứng đầu thần cấp trong thế giới đệ nhất người diệt thần phủ. Phần lão cũng không có phủ nhận, trở lại nói, đúng vậy, ngay sau nếu như người vì thăng đệ nhất đẳng cấp thế giới, cần phải cẩn thận những ngày diệt thần phủ người thực lực của bọn họ rất mạnh rất mạnh, cho nên hiện tại tự thân thực lực còn không có chân chính biến cường đại trước, nhất định phải ẩn nhẫn. Nói tới đây, phần lão cũng không có tiếp tục nói tiếp, dù sao thực lực không có cường đại, cho dù nói quá nhiều, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, mà trước mắt, quan trọng nhất vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết xong. Tiêu viêm tự nhiên biết ý tứ trong phần phương ngôn, đồng dạng cũng là vì tốt cho tiêu viêm, dù sao từ đấu đế đến thiên trí tôn, rồi đến chúa tể cảnh, cùng với hôm nay thuận lợi thành thần. Đoạn đường này đi tới, đối diện rất nhiều cường giả so với mình còn mạnh hơn cho nên có đôi khi đều phải học được ẩn nhẫn ẩn nhẫn như vậy không phải sợ mà là vì sau này mình trở nên mạnh hơn làm chuẩn bị xem ra cho dù sau khi tiêu viêm thành thần con đường phía sau sẽ càng thêm gian nan xem ra sau khi phi thăng đệ nhất đẳng cấp thế giới ngoại trừ thần chỉ liên minh còn phải cẩn thận diệt thần phủ cấp cao nhất siêu thần thế lực kia đối diện cường đại như thế toàn bộ ma lực lượng phần lão ngươi có hay không có cơ hội đánh chết hắn tiêu viêm nhìn thấy cái kia màu đen kỳ điểm từ từ biến lớn trong đó có kiêm mịt mờ lực lượng càng làm tiêu viêm thần thể đều có một loại sinh đau cảm giác nếu bị hấp thu trong đó nhất định sẽ bạo thể mà chết toàn ma phong thần trận tuy rằng đáng sợ bất quá vị này toàn ma lực lượng tựa hồ còn chưa có thể triệt để đem toàn ma phong thần trận pháp thúc giục đến cực hạn ta tự có biện pháp bởi vì đối với thực lực của phần lão hắn vô cùng tín nhiệm cho dù hiện tại phần lão mượn lực lượng thần hồn cho hắn chỉ sợ cũng không phải thực lực chân chính của phần lão nhưng mà lúc này cái kia kỳ điểm cơ hồ tại biến lớn trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố mịt mờ lực lượng đem tiêu viêm thân thể hút vào trong đó. Cảnh tượng đột ngột này khiến Lâm Động Mục Trần và Tứ Tôn Chi Thần còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy thân ảnh tiêu viêm biến mất trong kỷ điểm màu đen. Sau khi tiêu viêm bị hút vào, ngọn lửa màu đen trong đó tràn ngập toàn bộ không gian hắc ám quỷ dị này, một cỗ lực lượng mờ mịt khiến tiêu viêm cũng không thể phản kháng, đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Nhìn thấy tiêu viêm thành công bị toàn ma phong thần trận hấp thu vào trận pháp, ma ảnh đỏ mặt khẽ cười, thủ ấn lại biến hóa. Người ở trong trận này, hủy diệt đi. Tiêu Viêm trong toàn ma phong thần trận không cách nào bước ra một bước, ngọn lửa màu đen trong kỳ điểm đều bao phủ thân thể Tiêu Viêm, tuy rằng ngọn lửa này không có bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng nó càng có thể ăn mòn uy lực của thần thể. Một khi thần thể hoàn toàn tan tác, như vậy chờ đợi Tiêu Viêm chỉ có tử vong. Lúc này, kim quang trên người Tiêu Viêm cũng bắt đầu ảm đạm xuống, toàn thân đánh úp lại vô cùng thống khổ cảm giác, làm khuôn mặt của hắn đều vặn vẹo. Ha ha ha. Đối với bản toàn ma, quả thực là một con đường chết, một đạo ma âm cười to truyền ra mà lâm động mục trần cùng với đám người tứ tôn chi thần ở bên ngoài toàn ma phong thần trận lúc này biểu tình đều kịch liệt biến đổi bởi vì tuy rằng bọn họ đều không có ở trong trận pháp nhưng ở bên ngoài trận pháp đều làm thân thể của bọn họ đều xảy ra dị biến nếu không là có bốn tôn chi thần thúc giục thần lực đem thân thể lâm động cùng mục trần hai người bảo vệ đáng sợ sẽ bị trận pháp tản mát ra của hắc khí mịt mờ kia ăn mòn đạo ma ảnh này vậy mà còn có ác chủ bài như thế không biết tiêu viêm hắn có thể chịu đựng được hay không rõ ràng vừa rồi tiêu viêm đã chiếm thượng phong rồi lại xảy ra đột biến, mọi người âm thầm nghĩ, người sau lưng tiên thiên thần này, nhất định là thần trích đến từ thần cảnh cao hơn trong thế giới đẳng cấp thứ nhất. Nhưng vì sao những thần của thế giới cấp bậc thứ nhất này lại trở về đại giới cấp bậc thứ hai? Vì sao tồn tại cường đại như thế lại hợp tác với tiên thiên thần? Chẳng lẽ đằng sau chuyện này có kế hoạch lớn không muốn người khác biết, mà những thứ này đệ nhất đẳng cấp thế giới thần trích, thực lực đã là cường đại như thế, đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong tài nguyên vượt xa đệ nhị đẳng cấp thế giới, như vậy ở thiên nguyên giới bên trong, chẳng lẽ có bọn họ cần đồ vật? thứ này đến tột cùng là cái gì kế hoạch của bọn họ là gì đủ loại vấn đề mọi người đều là một đầu sương mù cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ bất quá tình hình trước mắt cũng không có nhiều thời gian như vậy để cho hắn đi lo lắng những vấn đề này hôm nay trận chiến diệt giới này vẫn chưa kết thúc nguy cơ thiên nguyên giới vẫn tồn tại nhưng mà hiện tại ma ảnh kia lại thi triển ra toàn ma phong thần trận đáng sợ như vậy sợ là tiêu viêm lành ý giữ nhiều a à. mà hai người lâm động mục trần nắm chặt hai quyền lại thực lực của ba người bọn họ ngang nhau hôm nay tranh lệch của bọn họ lập tức bị kéo ra dẫn đến hiện tại hai người bọn họ muốn đi trợ giúp tiêu viêm cũng không có thực lực như vậy. Bất quá bọn họ tin tưởng, không bao lâu nữa, lại sẽ đạt tới cùng tiêu viêm ngang hàng cảnh giới, lần nữa có thể trở thành sóng vai chiến đấu mạnh nhất ba người tổ. Lúc này, trong toàn ba phong thần trận, cổ kim quang kia của tiêu viêm đã tiêu tán, bất quá ở bi tâm của hắn, còn có một tê tinh quang màu vàng yếu ớt, thân thể của tiêu viêm lại xuất hiện đại được máu. Không hổ là toàn ba phong thần trận, trong đó ẩn chứa lực lượng mịt mờ, coi như là đệ nhất danh sách thần đều sẽ hoàn toàn ngã xuống ở trong trận pháp. Huống chi tiêu viêm hiện tại có phần lão lực lượng gia trì, lại lâm vào hiểm địa nguy hiểm như thế. Ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta đối kháng, đi chết đi. Màu đỏ ma ảnh cười thầm một tiếng, sau đó trên người toàn ma khí tức tăng vọt đến cực hạn, cuối cùng toàn bộ rót vào toàn ma phong thần trận bên trong. Theo, toàn bộ ma lực lượng lần thứ hai rót vào, toàn ma phong thần trận lực lượng càng à đạt tới kinh người trình độ, trong đó lực lượng đã không phải danh sách thần có thể chống cự tư cách, hắc sắc hỏa diễm trong kỳ điểm càng là đạt tới một điểm giới hạn, dần dần đem thần thể của tiêu viêm phá hủy. nếu như một khi bị phá hủy thân thể như vậy, tiêu viêm nhất định sẽ bị đá ra khỏi thần liệt, thực lực sẽ rơi xuống tới chỗ thể cảnh. hơn nữa ngày sau còn muốn một lần nữa nhập vào thần liệt, cơ hồ là một chuyện phi thường khó khăn, cho nên thần thể không thể bị ngọn lửa màu đen này hoàn toàn nuốt chửng, phải bảo vệ thần thể. tiêu viêm tuyệt đối không thể tại thời điểm mấu chốt này trên rất dây xích cố nén toàn bộ thân thể truyền đến thống khổ, chỉ chỉ ngữ ra tiếng, phần lão được chưa, tốt lắm không nghĩ tới trận pháp này có thể thôn phệ thần thể, thật đúng là không hổ là xuất từ diệt thần phủ những tên kia tay. Bất quá vì có thể triệt đề công phá đạo này toàn ma phong thần trận bên trong lực lượng, đích xác để cho ta cũng hao phí một ít thời gian, vất vả ngươi tiểu tử kia. Nghe được thanh âm của phần lão, trái tim treo lơ lửng của tiêu viêm cuối cùng cũng hạ xuống, khóe miệng miễn cưỡng phát họa ra một nụ cười, đáp lại, ha ha, vừa rồi thiếu chút nữa không chịu nổi những ngọn lửa màu đen này ăn mòn, một khi đã như vậy, kế tiếp liền cho phần lão. Ha ha, ý chí lực của ngươi thật là đáng sợ, cho dù là đệ nhất danh sách thần bị trận pháp này vây khốn, ý chí lực cũng đã sớm bị thương nặng. Tiểu tử kia, cho ngươi cảm thụ một chút, thần hồn. Tam trọng thiên vị lực, chợt, Mi Tâm Tiêu Viêm, đạo kim sắc tinh quang yếu ớt lóe lên, trong nháy mắt bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang lại một lần nữa bao phủ thân thể Tiêu Viêm, mà ngọn lửa màu đen trên thân thể kia lại bị một cỗ nguy hiểm, chủ động điên cuồng trốn đi. Nói chính xác hơn, đây cũng không phải ngọn lửa màu đen chủ động thoát đi, mà là trong kim quang đột nhiên bộc phát trên người tiêu viêm ẩn chứa thần lực cực kỳ lớn trực tiếp chấn khai những ngọn lửa màu đen này tiêu viêm giống như là kim quang tri thần đột nhiên thức tỉnh mở ra đôi mắt màu vàng kim thần tính nhìn đạo toàn ba phong thần trận có thể trong nháy mắt gạt bỏ danh sách thần này trận pháp này đích xác vô cùng cường đại bất quá hôm nay để cho ta phá nó thanh âm tiêu viêm truyền vào trong kỳ điểm này hơn nữa còn có tiếng vang quả thực ở trong vực sâu vô cùng hắc ám toàn lực truyền từ xa mượn cỗ thần lực lượng phần lão này trong cơ thể đúng là giống như biển rộng mênh mông Dung nạp lực lượng cường đại đáng sợ như thế, hơn nữa cỗ lực lượng này còn đang không ngừng tăng vọt, ngay cả linh hồn chủ cảnh cũng bị cỗ lực lượng này thiếu chút nữa cắn nuốt, dù sau đây cũng là lực lượng thần hồn vượt qua linh hồn. Một cỗ lực lượng sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, ở trong cơ thể nhấc lên cuồng phong sóng lớn, không ngừng từ trên da thịt của mình bộc phát ra, cỗ lực lượng này đã sớm đổi mới nhận thức của Tiêu Viêm. Lực lượng trên danh sách thần, thật sự là làm người ta thèm nhỏ dãi thập phần. Thân Viêm đế, kim quang trên người Tiêu Viêm tăng vọt, cuối cùng tạo thành một cự thân cao lớn mấy vạn trượng đây chính là viêm chi đế thần lúc trước tiêu viêm vừa tấn thăng đấu đế hắn có thể nạp thiên địa nhập thể khi đó đấu đế chính là thiên địa của đấu khí đại lục giơ tay nhất chân đều có thể chấn phá thương khung uy lực cường đại đến đáng sợ hiện giờ dưới lực lượng phần lão gia chỉ thi triển ra chiêu thức này thanh thế khủng bố cỡ nào mà đạo ma ảnh ở bên ngoài toàn ma phong thần trận kia nhìn thấy trong trận pháp án thi triển tiêu viêm lại một lần nữa bộc phát nhưng mà lúc này đây bộc phát ra lực lượng càng ở đạt tới làm hắn đều mang theo cảm giác hít thở không thông trầm giọng nói tam trọng thiên vị lực. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khi mà anh nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt rốt cục cũng đại biến, bất quá còn không đợi hắn kinh hoàng, Viêm Chi Đế thân trong toàn ma phong thần trận, cũng mang theo ánh mắt vui vẻ không sợ hãi, phóng về phía hắn, ngửa mặt lên trời cười, thủ ấn biến ảo, toàn ma phong thần trận vốn đã khủng bố vô cùng, lại bị Viêm Chi Đế thân tản mát ra kim quang cứng rắn bị xé rách mà ra, vô cùng vô tận kim quang, biến ảo thành cuộn cuộn kim sắc hỏa viêm, trực tiếp cán nuốt những ngọn lửa màu đen kia, trong đó lực lượng mờ mịt, tại thời khắc này cũng triệt để biến yếu xuống sau đó những kim sắc hỏa mang này đúng là toàn bộ tràn vào trong thân thể tiêu viêm mà khi hỏa viêm màu vàng cuồn cuộn tràn vào thân thể tiêu viêm thân viêm đế của tiêu viêm dưới ánh mắt khẩn trương của ma ảnh kia lại lần nữa bành trướng gấp đôi so với ma mà ảnh màu đỏ kia trực tiếp cao hơn gấp đôi mà sau khi bành trướng quang mang màu vàng nhanh chóng từ trong thân viêm chi đế gào thét mà ra hóa thành một con hỏa long thật lớn xoay quanh quanh thân viêm chi đế nhìn thấy hỏa long khổng lồ bay lượn quanh người viêm chi đế cao gấp đôi ma ảnh trong mắt sệt qua vẻ kinh dị chợt cười lạnh nói ngươi quả nhiên có một ít bản lĩnh xem ra hôm nay muốn đánh chết ngươi cần bản toàn ma phải trả một cái giá nặng nề toàn ma câu phần ma ảnh cự cướp một bức hư vô trực tiếp là mang theo phong vân lôi điện ma ảnh cực lớn trực tiếp quỷ dị cùng toàn ma phong thần trận hợp hai làm một sau khi ma ảnh cùng trận pháp dung hợp ở trận nhãn trận pháp đúng là hiện ra một con ma mục màu đỏ giữ tợn nhìn viêm chi đế thân khoảnh khắc tiếp theo toàn ma phong thần trận bên trong bộc phát ra vô số đạo chùm sáng màu đỏ Mỗi một đạo tốc độ ánh sáng đều là có thể dễ dàng đánh chết một vị danh tự thần, coi như là đệ nhất danh tự thần cũng là như thế. Những chùm sáng màu đỏ này mang theo khí tức khủng bố bắn về phía Tiêu Viêm, nhất thời trong trận pháp tràn ngập lực phá hoại khủng bố vô tận, đồng thời thổi quét ra kình phong hủy diệt vô cùng đáng sợ. Đối diện mỗi một chùm sáng màu đỏ đều mang theo lực lượng hủy diệt, Tiêu Viêm đứng ở bi tâm của Viêm chi đế, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, cho dù một chiêu này có thể miểu sát danh tự thần, nhưng đối với Tiêu Viêm có được tam trọng thiên vị lực mà nói, không có chút ảnh hưởng nào tiêu viêm cũng không có tránh né còn lại là đem toàn bộ lực lượng thần trên thân thể ngưng tụ trên hữu quyền của viêm chi đế lúc này vung ra một quyền hỏa long lượn lờ quanh thân thì là theo quyền phong hung hăng oanh ra mang theo một đạo tiếng rồng ngâm có thể xé rách vạn vật không gian gầm thét mà lên bùm vô số trùng sáng màu đỏ cùng cự quyền màu vàng cường đại cùng với hỏa long phát sinh xem ra kinh thiên va chạm kinh phong hủy diệt đáng sợ kia trực tiếp là đem toàn bộ ma phong thần trận mạnh mẽ chấn thành bột phấn bên ngoài trận pháp bốn tôn chi thần ánh mắt đều là ngưng tụ không tốt đạo trận pháp này bị đánh phá sao trong đó năng lượng trùng kích đi ra mọi người mau tránh ra thôn thôn thanh âm có chút rồn rập bởi vì kia có thể lực lượng chỉ cần một khi bị đánh trúng thân thể cùng linh hồn đều sẽ trong nháy mắt bị thương nặng tại chỗ mất mạng mà lâm động mục trần bọn họ tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản trải qua vô số đại chiến tự nhiên cũng ở trước tiên cảm nhận được khí tức nguy hiểm các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua bọn họ cũng là thôi động toàn bộ lực lượng bản thân vội vàng tìm kiếm nơi che chở trong hư vô song phương chiến đấu sinh ra lực phá hoại quá mức kinh người. Thân thể bọn họ né tránh khu vực nguy hiểm, sau đó cũng vội vàng hợp lực ngưng tụ ra lồng phòng ngự, nếu không lúc trước Tiêu Viêm đem cỗ thần lực màu vàng kia phân cho bọn họ một chút ở trong cơ thể, lồng phòng ngự ngưng tụ ra, lúc này mới không bị sóng xung kích hủy diệt kình phong đám sợ này lan đến. Ầm ầm ầm. Theo toàn ma phong thần trận bị triệt để chấn nát, trong hư vô lại lần nữa vang lên tiếng oanh tạc liên tiếp, mọi người cũng nhìn thấy trận pháp hóa thành vô số điểm sáng rơi xuống, cuối cùng tiêu tán cùng trong hư vô sau đó nhìn thấy thân viêm chi đế vốn cao mấy vạn trượng cùng ma ảnh màu đỏ cực lớn cũng đều toàn bộ tiêu tán mà đi chỉ để lại tiêu viêm gầy gò trên thân thể vẫn bị kim quang bao bọc cùng với ma ảnh màu đỏ trọng thương kia bất quá lúc này khí tức ma ảnh kia lại uể oải xuống đã không còn ma uy vừa rồi xem ra dưới cỗ lực lượng phần lão này cho dù đối phương thi triển át chủ bài mạnh nhất cũng đã bại trần trận chiến này xem ra đã tiến vào kết thúc giờ khác này rốt cục đã đến vừa rồi lực lượng cực hạn giữa hai bên đụng nhau ai cũng không thể tưởng tượng trong lúc va chạm phong vân chấn động đôi đỉnh lóe ra phảng phất mảnh hư vô này đều đang vì giao phong kinh khủng bực này mà run rẩy mượn lực lượng của phần lão và vị toàn ma này tiến hành giao phong mặc dù chiến đấu trong hư vô không gian hiển nhiên cũng tạo thành lực phá hoại cực lớn lâm độ mục trần và tứ tôn chi thần sắc mặt tái nhợt nhìn mảnh hư vô kia không gian nơi đó không ngừng vạn vẹo lại không ngừng được chữa trị trở về tuần hoàn không ngừng như thế khiến người ta sườn gai ốc trong hư vô tiêu viêm cất bước đi tới trước mặt vị toàn ma bị thương nặng kia đôi mắt màu vàng kia nhìn thẳng người sau vươn một ngón trỏ của mình ra, nhắm ngay mi tâm của toàn ma, một tiếng quát khẽ phẳng phất bị đè nén hồi lâu truyền ra. ngươi bại rồi. ngay sau đó, một chùm sáng màu vàng đáng sợ bắn vào mi tâm toàn ma, khiến cho trong cơ thể toàn ma bị một cỗ thần lực cường đại ăn mòn phá hư. ngay sau đó trên lòng bàn tay tiêu viêm hiện ra một đạo hỏa dưỡng màu trắng, hỏa dưỡng màu trắng xuất hiện, nhất thời làm cho cả không gian hư vô đều tràn ngập nhiệt độ cực nóng. sau đó ngọn lửa màu trắng thoát ly bàn tay tiêu viêm, chính là hóa thành đáng sợ hỏa diễm bão táp thổi quét mà ra đem toàn ma thân thể cán nuốt hỏa diễm bão táp bên trong trong bão táp ẩn chứa có thể hủy diệt hết thảy vạn vật hỏa thần bản nguyên đây chính là thần hòa lực lượng nguyên bản liền trọng thương toàn ma lúc này toàn thân đều cảm nhận được một cỗ cực nóng thiêu đốt cảm giác lập tức một tiếng kêu thảm thiết a à, à. người nhớ kỹ cho ta đừng tưởng rằng như vậy có thể thắng ta lần này đi tới thiên nguyên giới những thứ khác toàn ma cũng biết tiêu viêm vừa nghe sắc mặt cũng biến đổi hiển nhiên loại tin tức này nằm ngoài dữ liệu nhìn thấy tiêu viêm cái kia kinh dị khuôn mặt Vị hấp hối toàn ma, tiếp tục nói, toàn ma cũng không chỉ có ta một vị, mà ta chỉ là chúng toàn ma bên trong, thực lực yếu nhất một vị mà thôi, cho nên, nếu như ta chết ở chỗ này, bọn hắn sẽ trước tiên biết được tin tức của ta, mà ngươi cũng sẽ bị cái khác toàn ma theo dõi, đến lúc đó, ngươi có thể sẽ không có vận may như vậy. Chương này chưa xong, mời click vào trang tiếp theo tiếp tục đọc. Không nghĩ tới toàn ma đối chiến lâu như vậy, dĩ nhiên chỉ là vị yếu nhất trong chúng toàn ma mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm càng ngày càng phát hiện nội tình diệt thần phủ có thể nói là tồn tại vô địch chỉ là một vị yếu nhất trong chúng toàn ma, đã có được lực lượng cường đại như thế, nếu như là toàn ma khác, như vậy thực lực sẽ là đạt tới loại cấp độ nào đây? Mặc kệ nói có phải là thật hay không, hôm nay tiêu viêm cũng sẽ không buông tha một vị cường địch như vậy, cho nên căn bản sẽ không để ý toàn ma theo như lời nói, nhất định một vị sắp chết người, tổng hội nói ra một ít làm người ta sợ hãi lời nói, để đạt tới chính mình có thể bảo trụ tánh mạng. Nếu như những lời này là đối với những người khác nói, có lẽ hữu hiệu, nhưng là đối với tiêu viêm mà nói, những lời này quả thực chính là nói nhảm viêm đế hắn chưa từng cúi đầu cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy qua muốn hù dọa đến chính mình người si nói mộng người nói nhảm thật sự là đủ nhiều tiêu viêm cũng không muốn cùng nói nhảm nguyễn hư thần hỏa lực lượng đều bộc phát không ngừng đối với đã trọng thương toàn ma tiến hành hủy diệt tính thiêu đốt màu trắng hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên cuối cùng dưới tiếng kêu thảm thiết thê lương kia rốt cục là gạt bỏ vị toàn ma này nếu không phải vừa mới mượn lực lượng phần lão trước tiên ăn mòn lực lượng ma trong cơ thể toàn ma này cho dù là huyễn hư thần hỏa cũng rất khó đốt cháy thành hư vô dù sao cái này toàn ma thân thể không giống với danh sách thần thể, hắn toàn ma thể càng ngả đạt tới phi thường đáng sợ trình độ. đối với thần trích vượt qua danh tự thần, cho dù là huyễn hư thần hỏa cũng không cách nào dễ dàng thiêu đốt hầu như không còn, trừ phi tiêu viêm có thể tìm được thần hỏa khác, có lẽ mới có thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với thần trích trên danh tự thần. dù sao huyễn hư thần hỏa vẫn chỉ là ở trong chín đạo thần hỏa xếp hạng cuối cùng, cho nên uy lực của những thần hỏa khác càng đạt tới trình độ hủy diệt không thể tưởng tượng. mọi người nhìn tiêu viêm hoàn toàn gạt bỏ một vị toàn ma lập tức trong lòng lâm động mục trần mừng như điên bởi vì một khi đánh chết vị này toàn ma như vậy thắng lợi một phương sẽ là bọn hán toàn bộ thiên nguyên giới mà cái kia còn đang khiếp sợ bên trong tiên thiên thần thân thể sớm đã sụi lơ không nghĩ tới liền ngay cả toàn ma đại nhân đều bại ở viêm đế trong tay như vậy hắn lấy đệ nhất danh sách thần thực lực căn bản là không có khả năng sẽ thắng cũng càng không có khả năng sẽ trở thành thiên nguyên giới người thống trị nghĩ tới đây xã tâm kia của tiên thiên thần cũng kết thúc như vậy trong lòng vô cùng tuyệt vọng hắn gắt gao nhìn tiêu viêm ở trên người tiêu viêm thấy được thân ảnh tổ long ủng nguyên tôn có thể làm cho hắn kiêm kỵ trong tương lai gần có lẽ viêm đế có thể ở trong đại trụ sông ra một mảnh thiên địa lúc này tiên thiên thần vẻn vẹn chỉ nhìn thấy kim quang trên người tiêu viêm chính là có một cỗ cảm giác tử vong giờ phút này đang ở trên thân thể của hắn lan tràn ra đáng giận bổn thần làm sao có thể bại ta thật sự không cam lòng a à. đến giờ khắc này rốt cục tiên thiên thần phá phòng trên khuôn mặt vạn vợ dữ tợn kia mang theo hai loại sắc thái ngưng trọng cùng sợ hãi ai bảo ngươi có được dã tâm như vậy Chư thiên sinh linh nếu sẽ không tán thành ngươi làm như vậy. Phương đại giới này là tất cả sinh linh, cũng không phải một mình ngươi, muốn triệt để thống trị toàn bộ thiên nguyên giới, vậy phải hỏi một chút chư thiên sinh linh có nguyện ý hay không. Lúc này, toàn bộ thiên nguyên giới đều run lên, tất cả sinh linh trong đại giới này ý chí hóa làm từng đạo linh quang, đúng là hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Xoẹt so -so xoẹt, vô số đạo linh quang không ngừng hội tụ ở hư vô bên trên, tản mát ra vô tận thanh thế minh mông cuồn cuộn, khi những này đến từ ức ức sinh linh ý chí, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ lúc sẽ sinh ra phi thường lực lượng cường đại. Linh quang hội tụ càng ngày càng nhiều, hình thành một đạo linh quang hồng lưu, lan lộn vô tận dưới chân Tiêu Viêm. Nơi này chính là nắm giữ toàn bộ thiên nguyên giới bên trong ức ức sinh linh ý chí lực lượng, hiện tại ta liền dùng cỗ lực lượng này, đem ngươi triệt để gạt bỏ. Kiệt kiệt. Tốt, tốt lắm, dùng phương thức này hoàn toàn gạt bỏ ta, thật không hổ là Viêm đế. Mà đối mặt với Tiêu Viêm lời nói này, Tiên Thiên Thần cũng không có trước đó loại kia tử vong sợ hãi, có lẽ hắn đã biết mình hôm nay sẽ chết ở Tiêu Viêm trong tay. Nhưng là, tiên thiên thần cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng buông lỏng như vậy dép lê, muốn gạt bỏ hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người đã hội tụ chư thiên hàng tỷ sinh linh ý chí, như vậy ta liền phân hóa hàng tỷ, đốt toàn bộ thiên nguyên giới bên trong sinh linh. Lúc này thân thể tiên thiên thần phóng đại vô hạn, cuối cùng theo nụ cười âm hàn của tiên thiên thần, biến đảo thành từng đạo ma lưu tản mát ra vô biên đáng sợ, mơ hồ có tiếng ma khiếu châm chọc của tiên thiên thần truyền ra. Trường này người có phải rất quen thuộc hay không? Tiêu viêm nhìn thấy ma lưu quen thuộc này, chính là chiêu thức cuối cùng của ba người tiêu viêm lâm động mục trần đại chiến thiên tà thần. bất quá hiện giờ đạo ma lưu này uy lực căn bản không phải năm đó ma lưu có thể so sánh. dù sao đây chính là một vị đệ nhất danh sách thần toàn lực bộc phát ra tất cả lượng. trong trước mắt tiếp theo, linh quang hồng lưu của chư thiên sinh linh hội tụ bên tiêu viêm ầm ầm va chạm với ma lưu. bất quá trong nháy mắt va chạm, tâm của bốn tôn chi thần cùng mấy người lâm động mục trần đều đột nhiên băng hàn xuống, bởi vì bọn họ nhìn thấy ma lưu đi qua, dòng nước lũ linh lực kia giống như giọt mưa rơi xuống biển rộng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ ngay cả ngăn cản ma lưu một cái chớp mắt cũng không làm được chênh lệch lại lớn như vậy đôi mắt vàng của tiêu viêm hơi ngưng tụ mặc dù hắn dung hợp ý chí ức ức sinh linh của cả thiên nguyên giới nhưng ma lưu mà tên thiên thần liều mạng thi triển ra hiển nhiên không địch lại tiêu huynh còn có ý chí của chúng ta lâm động mục trần hò hét với tiêu viêm giơ hai tay lên cao từng đạo linh quang từ trên thân thể bọn họ lướt ra bay về phía dòng nước lũ linh quang liên tiếp bại trận mà tổ thao chi thần thôn vệ chi thần kiếm thần thanh thần bốn tôn chi thần cũng là đem ý chí của mình dung nhập vào trong dòng nước lũ linh quang. Theo ý chí của hai vị chuẩn thần cùng bốn vị thần trích gia nhập, chỉ thấy dòng nước lũ linh quang vốn ảm đạm xuống kia, đột nhiên phóng lên trời, trùng trùng điệp điệp, cùng ma lưu có thể thôn vệ vạn vật tiến hành chống cự. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ thiên nguyên giới bắt đầu dung chuyển, cái kia hội tụ ức ức sinh linh, ý chí linh quang hồng lưu, bộc phát ra kinh người phi phàm lực lượng sau, rốt cục là tạm thời chống đỡ đối phương cường đại ma lưu. Bất quá Tiêu Viêm cảm thấy, cũng không thể xóa bỏ tiên thiên thần, cho nên một tiếng rít gào của tiêu viêm cũng vang lên. Tiên thiên thần, hôm nay ta sẽ cho người hết hy vọng, ý đồ không chế thiên nguyên giới dã tâm, ngươi một thần lực là sẽ không thành công chống đỡ đạo này ức ức sinh linh ý chí lũ lưu, mặc dù ngươi là đệ nhất danh sách thần. Thanh âm khí phách hồi tràng của tiêu viêm vang vọng hư vô, nhất thời một đạo ý chí vô biên vô tận nhằm phía trong dòng nước lũ linh quang, chợt dòng nước lũ linh quang bộc phát ra quang mang rực rỡ, lực lượng trong đó đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Chương này chưa xong, mời click vào trang tiếp theo tiếp tục đọc. Sau một khắc, linh quang hồng lưu phóng lên cao đúng là hóa thành một đầu không nhìn thấy điểm cuối ý chí cự long một đạo thật lớn cầm thét xuống nhằm phía mà lưu nước lũ ý chí do ức ức sinh linh biến thành cùng hai cỗ lực lượng phi phàm tiên thiên thần hóa thành ức vạn ma lưu lần thứ hai va chạm vào nhau toàn bộ thiên nguyên giới phảng phất đều là vào giờ khác này run rẩy kịch liệt hỗn nguyên thiên cũng hoàn toàn bị hai cỗ phi phàm lực lượng hoàn toàn hủy diệt thành hư vô hơn nữa khủng bố nước lũ sóng xung kích hướng về các thiên vực khác phun trào mà đi mà một khi bị những thứ này lũ lưu trùng kích lực lượng thôn phệ, nhất định là hủy diệt tính. Cỗ lực lượng này quả thực chính là diệt giới lực lượng khủng bố. Linh quang hồng lưu cùng ma lưu va chạm kéo dài, theo ý chí của Tiêu Viêm gia nhập, lúc này đây, ma lưu của Tiên Thiên Thần chưa từng đạt được hiệu quả vẻ gãy nghiền nát. Ngược lại dưới dòng nước linh quang ý chí mênh mông, không cách nào nuốt chửng dòng nước linh quang nữa. Rất nhanh chính là đánh vỡ vừa mới chẳng phân biệt được trên dưới nước lũ đối kháng, trái lại ức ức sinh linh ý chí nước lũ, càng cứng cỏi, từng bước nghênh đón, cái kia Tiên Thiên Thần toàn lực thi triển Ma Lưu thì là bắt đầu từng chút từng chút bị linh quang nước lũ thôn vậy tan tác xuống, hơn nữa không ngừng bị ý chí linh quang nước lũ ăn mòn nốt chừng trong đó. A à, a. À. Viêm đế đáng giận, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, nhìn thấy Ma Lưu của mình bắt đầu tan tác, tiếng gào thét phẫn nộ của Tiên Thiên Thần từ trong Ma Lưu truyền ra. Sợ là ngươi không có bản lĩnh đó, ánh mắt Tiêu Viêm băng hàn, hít sâu một hơi, kim quang trên người tăng vọt, lực lượng thần hồn đáng sợ rơi vào trong dòng nước lũ linh quang. bùm có lực lượng thần hồn cường đại của phần lão gia nhập linh quang nước lũ ý chí nhất thời tăng vọt đến cực hạn giống như tiếng gầm thét của cự long vang vọng trong hư không của cả thiên nguyên giới ngay sau đó linh quang hồng lưu đúng là giờ khác này mạnh mẽ đem ma lưu cuồn cuộn kia đánh nát ra tiên thiên thần sắc mặt kịch biến máu đen từ trong thần thể của hắn bắt đầu chảy xuôi xuống làm cho hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn tiên thiên thần cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia hủy diệt lực lượng tàn sát bừa bãi than nhẹ một hơi tuyệt vọng lẩm bẩm thật sự là không nghĩ tới ta tiên thiên thần hôm nay lại sẽ vẫn là cùng này hắn ngẩng đầu toàn thân màu đen huyết dịch đem thân thể bao trùm mà xuống có lẽ đã biết được hôm nay mệnh số của mình ngũ khí nhàn nhạt nói năm đó lần thứ nhất vì trở thành đệ nhất danh sách thần bị tổ long trọng thương lần thứ hai lại bị nguyên tôn đánh bại lần thứ ba lại bị ngay lúc đó ngươi còn có võ tổ mục chủ ngăn cản đánh bại lần cuối cùng này như cũ bại bởi tay của ngươi chật chật viêm đế ngươi thật đúng là lợi hại a à? trong đại thiên thế giới có thể sinh ra ngươi loại này truyền kỳ nhân vật rất không tầm thường đâu con ngươi màu vàng của tiêu viêm cũng cực kỳ bình thản nhìn chăm chăm tiên thiên thần nói ngươi cố gắng tàn sát bừa bãi thiên nguyên giới cùng với đại thiên thế giới mấy vạn năm đồng thời nhấc lên ba lần diệt giới tai kiếp khiến những thế giới này sinh linh đổ thán hôm nay ngươi cũng nên trả nợ nghe tiêu viêm nói xong tiên thiên thần hờ hững cười nói hôm nay tiên thiên thần ta bại ở trong tay viêm đế tự nhiên là nên có kiếp này đây cũng là định số coi như là chúng ta cũng đã không cách nào thay đổi nhưng ngươi nói ta xâm lấn thế giới khác cũng không phải là ý nguyện của ta bởi vì ta cũng chỉ là nghe theo bọn họ mà thôi, ở trên đó, có những đại nhân vật đang thúc đẩy toàn bộ đại trụ vận chuyển, mà bọn họ tựa hồ đang tiến hành một cái lệnh là các ngươi đều không thể tưởng tượng đại kế hoạch, mà ta tiên thiên thần, cũng chỉ là phía trên những đại nhân vật kia một viên quân cờ mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm thần sắc biến đổi, đối với tiên thiên thần lạnh lùng nói, những đại nhân vật kia đến tột cùng là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio chuyện Đông Hoa, Tiên Thiên Thần dừng một chút, khóe miệng của hắn tựa hồ cũng là vào lúc này toát ra một chút tiếc nuối chi ý, nỉ non nói, ta cũng không biết, bởi vì coi như là ta cũng chưa từng thấy qua bọn họ những đại nhân vật kia chân diện mục. Bất quá ta rất khẳng định nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có cỗ lực lượng thần hồn cường đại này, nhưng là muốn đối kháng những đại nhân vật kia, cơ hồ là chuyện không thể nào, thực lực của những đại nhân vật kia, vượt xa phạm vi nhận thức của ngươi, đại năng của bọn họ khủng bố đến cực điểm, không phải chúng ta những này danh sách thần, có thể đi chạm đến không biết thần cảnh lĩnh vực. Từ ý tứ trong những lời này của tiên thiên thần, đại trụ hôm nay nhìn như bình tĩnh, Kỳ thực những đại nhân vật kia đại năng chi thủ, sớm đã thẩm thấu trong đó, chẳng qua lấy thực lực trước mắt của bọn họ mà nói, cũng không cách nào chạm đến những đại năng kia tồn tại mà thôi. Thế nhưng, Tiêu Viêm cũng không phải là đơn giản, nếu những cái gọi là đại nhân vật đã thẩm thấu trong đó, đại trụ lại như cũ có thể bình thường vận chuyển, nhất định đồng dạng cũng có bọn họ đối lập một ít cường đại tồn tại, đang duy trì cái này cân bằng. Nếu không, toàn bộ đại trụ sớm đã bị những đại nhân vật kia quấy đến long trời lở đất. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy, trước mắt đại trụ mặc dù bị những đại nhân vật kia đại năng chi thủ thẩm thấu bất quá tương đối mà nói vẫn là ở vào tương đối cân bằng trạng thái tiên thiên thần tức nối cuối cùng liếc mắt nhìn một phương đại giới này nguyên bản muốn thống trị toàn bộ thiên nguyên giới đem trừ thiên sinh linh toàn bộ dẫm ở dưới chân lớn mạnh tiên thiên thần tộc huy hoàng con đường chỉ tiếc nguyện vọng này cuối cùng thành không ngay tại thời điểm thanh âm của tiên thiên thần hạ xuống dòng nước lũ linh quang kia cũng hoàn toàn nuốt trường ma lưu hầu như không còn toàn bộ thân thể của tiên thiên thần chợt có khe nứt hiện lên sau đó nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Bùm! Sau một khắc, thiên tả thần thần thể đột nhiên nổ tung ra, vô biên vô tận ma khí, đồng thời tàn sát bừa bãi ra. Tiêu viêm nhìn ma khí cuồn cuộn tràn ngập, tâm niệm khẽ động, một đạo kim quang tự thân thân thể phóng lên cao, lấy mình làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, đem ma khí kia cắn nuốt hết trong đó. Ma khí của tiên thiên thần bị kim quang nuốt chừng, dần dần tinh lọc thành hư vô. Theo ma khí trong thiên nguyên giới tiêu tán, tiên thiên thần nhắm hai mắt lại, lúc này thân thể nổ tung, linh hồn bị thôn phệ, cho dù là ý chí của thần linh cũng không có chạy thoát lực lượng thần hồn ẩn chứa trong kim quang. Mà lúc này đây tiên thiên thần, trung quy là triệt đề vẫn lạc. Tiêu Viêm đem cảm giác thần hồn mở rộng tới toàn bộ thiên nguyên giới, cảm nhận được khí tức của tiên thiên thần, sau khi hoàn toàn biến mất, mới mở đôi mắt màu vàng tàn mát ra ánh sáng thần thánh kia ra. Năm đó Nguyên Tôn lấy đệ nhất thần lực, muốn triệt để gạt bỏ thánh thần ý chí, cần tốn hao mấy chục năm thời gian. Mà hôm nay, ở dưới lực lượng thần hồn, muốn triệt để xóa bỏ ý chí của tiên thiên thần, chỉ cần trong nháy mắt. Hồi lâu sau, ống tay áo vừa rồi vung lên, linh quang dao động, đem cảnh tượng nơi này hình chiếu đến các góc của thiên nguyên giới, thanh âm vang dội đã lâu không thấy kia, quanh quẩn mà lên. Tiên thiên thần đã ngã xuống, cuộc chiến diệt giới ở thiên nguyên giới hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau, không có tiên thiên thần, không có thánh thần, không có thiên tà thần. Boom! Thanh âm hùng hồn của tiêu viêm truyền vào tai các sinh linh chư thiên, hiện giờ chỉ còn lại trên từng tòa đại lục trong 8 ngày. Lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc, vô số người quỳ rạp xuống dưới một hồi diệt thế tài kiếp này bọn họ giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích coi như là cường giả chúa tể cảnh cũng đồng dạng như thế bất quá may mà thiên bất vong thiên nguyên giới ở thời điểm cắn chặt nhất trung quy là có thiên kiều từ thế kia dũng cảm đứng ra càn quét ma tài viêm đế viêm đế viêm đế trên mỗi một tòa đại lục thiên nguyên giới vô số tiếng hoan hô vang vọng đúng là dẫn tới toàn bộ đại giới đều chấn động vô số chư thiên sinh linh vung tay la lên cổ họng khàn khàn đều là không cách nào ngăn trở nhiệt tình của bọn họ bọn họ đều là nhìn trong hư không khúc xạ gia đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt trí người này vậy mà thật sự làm được lý ảnh của thiên uyên vực lúc này ngừng đầu cảm thán nói ha ha người này bất phàm người này bất phàm a à. tất cả đại tôn nhìn thấy tiên thiên thần rốt cục vẫn lạc rốt cục là cười to ra tiếng nói chỉ cần chưa từng từ bỏ trung quy vẫn có một tia sáng hy vọng đây mới là con đường xoay chuyển càn khôn tử nhất tình vương hy vũ phí cùng với thương huyền thiên cùng các chư thiên khác giống như cũng lĩnh ngộ được tinh tí gì đó trong ánh mắt tản mát ra ánh sáng hy vọng mọi người đều lết nhau nở nụ cười trong đó đám người vương hy vẫn còn nhớ rõ năm đó lúc đi tới di tích kỷ nguyên lúc mới gặp tiêu viêm mặc dù tu vi của bọn họ mạnh hơn tiêu viêm nhưng vị thanh niên trẻ tuổi hơn bọn họ này làm sao từng sợ hãi hắn vẫn là từng bước một đuổi theo mà đến đồng thời đe bọn hắn những cường giả đứng đầu này nhất nhất vượt qua xa xa bỏ lại phía sau mối hoạn này thiên nguyên giới cùng với đại thiên thế giới mấy chục vạn nam tà linh rốt cục là vào hôm nay vị vị này đến từ đẳng cấp thứ ba thế giới viêm đế triệt để để diệt trừ tận gốc trừ thiên vô số người kích động cả người run rẩy nhìn một màn này cái kia đã từng để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng vị diện người hủy diệt hôm nay rốt cục là bị xóa bỏ giờ này khắc này mặc kệ là ai trên khuôn mặt của bọn họ đều là có khó có thể ngăn chặn vui sướng đang bắt đầu khởi động ngày này bọn họ đã chờ đợi quá lâu en cứu giới của viêm đế trừ thiên sinh linh chưa dám quên tại tuyệt vọng này sau khi sống lại để cho vô số người kích động đến lệ nóng doanh tròng vô số người run rẩy quỳ lại mà xuống kia chân thành tha thiết mà kích động thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ chấn động thiên địa chuyển tới thiên nguyên giới mỗi một góc viêm đến thời đại tựa hồ lại đi tới vị này tuyệt thế thiên kiêu lần nữa lên đỉnh thiên nguyên giới đỉnh phong hắn là đỉnh phong truyền kỳ càng là tuyệt thế truyền kỳ nhân vật tiêu viêm nhìn thiên nguyên giới thương di trước mắt nghe được âm thanh kính sợ nổ vang thiên địa kia chợt chậm rãi ngẩng đầu hắn nhìn khe nếp trừ thiên chậm rãi thép lại kia tựa hồ sau khi vạn vật quy linh lại bắt đầu dần dần sinh ra sinh cơ mới chỉ cần thương không chi tâm trong thiên nguyên giới tồn tại phương đại giới này sẽ không chân chính bị hủy diệt mặc dù trong cuộc chiến diệt thế này đã hủy diệt hai đại chư thiên nhưng đây không phải là hủy diệt chân chính có lẽ trong sự hủy diệt này niết bàn sống lại sẽ mạnh hơn trước tiến vào thời đại phồn hoa hơn tiêu viêm nắm chặt bàn tay trong mắt tràn ngập tiếc nuối bất động kiên định huân nhi thải lân tiêu 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 lâm không biết các người hiện tại ở đại thiên thế giới trải qua như thế nào ta đã thành thần đạt tới siêu thoát chúa tể trên tồn tại là thời điểm trở về tìm các ngươi trận chiến này khiến tiêu viêm mệt mỏi đặc biệt là sau khi lực lượng thần hồn của phần lão biến mất toàn bộ thần thể đều vô cùng trầm trọng hư thoát thân ảnh tiêu viêm xuất hiện bên cạnh lâm động mục trần và bốn vị thần mỉm cười với mọi người lần này nhờ có mọi người mới có thể xóa bỏ hoàn toàn tiên thiên thần bọn người sau cũng cười nói tiêu huynh thật sự có ngươi lâm động trêu ghẹo tiêu viêm huynh thực lực thật đúng là che giấu cực sâu, bất quá chúng ta rất nhanh sẽ lần nữa đuổi theo bước chân của ngươi, để cho ta mạnh nhất ba người tổ, lần nữa cùng nhau sóng vai chiến đấu. Có lẽ trong tương lai không xa, trong đại trụ không chỉ có một vị viêm đế một chỗ ngồi, đồng dạng, còn có võ tổ, mục chủ một chỗ ngồi. Ba người ăn ý nhìn nhau cười, ba người bọn họ từ đại thiên thế giới một đường đi tới, cùng nhau trải qua rất nhiều đau khổ cùng khốn cảnh. Bất quá dựa ở thiên phú tuyệt thế của bản thân, cuối cùng đi ở phía trước rất nhiều thiên tri kiêu tử, trở thành những thiên tri kiêu tử này nhân vật truyền kỳ trong mát cường giả đứng đầu ha ha các ngươi ba vị đều là lão phu gặp qua mạnh nhất thiên phú người hôm nay cứ vớt chúng ta thiên nguyên giới chúng ta thiên nguyên giới cũng thiếu các ngươi một cái nhân tình nếu là ngày sau các ngươi có cần chúng ta địa phương chúng ta trừ thiên sinh linh dạy nghĩa bất dùng tử ánh mắt của bốn vị thần nhìn tiêu viêm lâm động mục trần có thêm một phần cảm kích đồng thời cũng đưa ra đáp án rõ ràng sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa của thế giới thần kỳ nguyên như thiên nguyên giới nói cách khác về sau thiên nguyên giới đẳng cấp thứ ba sẽ đạt được thiên nguyên giới đứng đầu đẳng cấp thứ hai ủng hộ có thiên nguyên giới tài nguyên về sau thiên nguyên giới ở cấp bậc thứ hai cùng cấp bậc thứ ba bên trong mà kệ cái nào đại giới đều dám ức hiếp từ khi tiên thiên thần ngã xuống đã một tháng trôi qua rồi mà hôm nay thiên nguyên giới so với một tháng trước càng thêm cường thịnh thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm ngay cả lúc ấy bị hủy diệt hai đại chư thiên cũng bắt đầu một lần nữa khôi phục không bao lâu sau sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ một số chúa tể đã từng nhắm ngay thần cảnh, thần trích cảnh xa không thể với tới, cũng đều trổ hết tài năng, không ít chúa tể già đặt chân vào thần trí lĩnh vực. Bất quá, bọn họ đã chạm đến chuẩn thần cảnh ngưỡng cửa, khoảng cách thần trích cảnh cũng không xa. Thiên nguyên giới bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, toàn bộ chư thời tiết vận cũng đều là tăng vọt lên, còn sáng lập ra rất nhiều tân sinh thế lực. Ở nơi này vạn tộc san sát, quần hùng hội tụ, khắp nơi đứng đầu thế lực cũng đều bắt đầu một loạt phân tranh. Bất quá tại này mênh mông vô tận thiên nguyên giới bên trong, nếu như không có phân tranh đối với phương này đại giới, có thể sẽ đi hướng xuống dốc, cho nên có thế giới thì có phân tranh, đây là vĩnh viễn không thay đổi cá lớn nuốt cá bé thế giới. Hiện giờ, đã không còn tồn tại tà linh bậc tiên thiên thần, thiên nguyên giới cũng lần nữa khôi phục an bình và hòa bình. Bất quá, như vậy an bình cùng hòa bình, đương nhiên là ở viêm đế, võ tổ, mục chủ này và vị tuyệt thế thiên phú người, thề sống chết thủ hộ, mới để thiên nguyên giới khôi phục bây giờ hưng thịnh cùng hòa bình. Viêm đế tiêu viêm, vũ tổ lâm động, mục chủ mục trần, ba người bọn họ tên, cũng vĩnh viễn lưu lại chư thiên sinh linh trong lòng, đạt tới cùng nguyên tôn giống nhau lực ảnh hưởng, trở thành thiên nguyên giới tuyệt thế truyền kỳ nhân vật. một vị là vô tận hòa vực chi chủ, một vị là vũ cảnh chi chủ, một vị là mục phủ chi chủ, mà ba đại thế lực này chính là toàn bộ đại thiên thế giới siêu cấp cực vô bá thế lực, không người có thể cùng hắn lai like động. chương này chưa xong, mời click vào trang tiếp theo tiếp tục đọc. tam đại siêu cấp cự vô bá thế lực này, có thể nói là đại biểu cho đại thiên thế giới nếu như không có này tam đại cự vô bá thế lực bảo vệ đại thiên chỉ sợ năm đó sớm đã bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh đại thiên đại thiên thế giới ức ức sinh linh chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại coi như là đại thiên thế giới những siêu cấp kia thế lực cùng với siêu cấp đỉnh phong thế lực đối với cái này ba đại cự vô bá đều là tồn tại sùng bái trí đã từng đại thiên đã thành quá khứ hiện giờ đại thiên lưu truyền truyền kỳ mới quy khư thần điện quy khư đảo trong thời gian một tháng này tiêu viêm lâm động mục trần cùng với tứ đại cổ thần tứ tôn tri thần đều hội tụ nơi này bọn họ thấy được thiên nguyên giới khí vận có xu thế tăng lên tương lai phương đại giới này tất nhiên càng thêm bất phàm cường giả cũng sẽ không ngừng sinh ra ha ha chúng ta thiên nguyên giới cũng rốt cục về tới hòa bình ba vị các người hôm nay ở trong phương đại giới này không người không biết không người không hiểu a à, lão phu đều là có chút hâm mộ nha kim la cổ thần trong tứ đại cổ thần đạo khuôn mặt tang thương kia theo tiên thiên thần ngã xuống sau đó cũng rốt cục là nở rộ ra thoải mái tự nhiên thần thái ba người các ngươi thiên phú, liền ngay cả chúng ta đều so ra kém, thật sự là khó gặp từ thế truyền kỳ A thôn vệ chi thần triệu mục thần vẻ mặt cảm khái nói. Đã từng bọn họ cũng ở tuổi của tiêu viêm, cũng không xuất sắc như ba người bọn họ, nhớ tới trong lòng có chút cảm thấy không bằng, thật đúng là ứng nghiệp, Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, sóng sau đầy sóng trước. Hỏa đạo tạo nghệ đều so với ta cao thâm không ít, người trẻ tuổi, người ngày sau thành tựu sẽ phi phàm, một trận gió thổi tới, thổi lên xích cơ cổ thần vái đỏ, ba ngàn sợi tóc vũ động gian, một đạo diễm lệ dung nhan, thu hết mọi người đánh mắt. Ba người tiêu viêm lâm động mục trần xấu hổ cười nói, đâu có đâu có, các tiền bối đều là người có thiên tư tuyệt hào, nếu không cũng sẽ không trở thành chiến lược bảo vệ hạch tâm mạnh nhất thiên nguyên giới. Mọi người đều là vui mừng cười một cái, bọn họ nói chuyện với nhau, tâm tình vô cùng tốt, ở trạng thái như vậy nói chuyện phiếm, đã thật lâu thật lâu không có xuất hiện qua. Ba người các người có tính toán gì không? Tổ thao chi thần mở miệng nhìn ba người tiêu viêm lâm động mục trần hỏi. Rời khỏi đại thiên thế giới cũng có mấy năm thời gian, đối với nhớ cố hương cảm xúc, thoáng cái liền sông lên, bởi vì ở đại thiên thế giới bên trong có bọn họ trọng yếu nhất yêu nhất muốn bảo vệ nhất người chính là bởi vì ảnh hưởng của những người này tiêu viêm lâm động mục trần mới có thể càng thêm kiên định muốn trở nên mạnh hơn chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ thế giới của mình và người quan trọng nhất bên cạnh mình chúng ta rời khỏi cố hương cũng đã mấy năm qua vài ngày chúng ta sẽ khởi hành trở về một chuyến cũng tốt nhìn xem thân nhân của mình là cần thôn thôn trong lúc nói chuyện cũng toát ra một tia tưởng niệm chi ý bởi vì hắn cũng đã mấy vạn năm thời gian không có nhìn thấy chính mình thân nhất người. Mà thôn thôn nhớ nhung người thân nhất chính là nguyên tôn, yêu yêu. Những năm này ở thiên nguyên giới, đa tạ các vị tiền bối chiếu cố chỉ đạo, ba ngày sau, chúng ta sẽ gặp đại thiên thế giới trước, ngày sau có cơ hội, chúng ta gặp lại. Ba ngày sau, thiên nguyên giới chư thiên sinh linh, ngẩng đầu nhìn phía trên chân trời một chiếc con thuyền, trên con thuyền có năm đạo thân ảnh, trong đó có ba vị chính là tư viêm, lâm động, mục trần. Chương này chưa xong, mời click vào trang tiếp theo tiếp tục đọc mà hai thân ảnh khác là tử nhất tình của tử tiêu vực, hai người vương hy của huyết hải vực, hai người này cũng rất muốn đi xem, có thể sinh ra ba nhân vật tuyệt thế truyền kỳ tiêu viêm, lâm động, mục trần, đến tột cùng là một đại thế giới như thế nào. Bi, bất chi bất giác lại muốn tiến vào chương mới, quyển này chương cùng số lượng từ là nhiều nhất một quyển, thành thần chi lộ thật sự là đặc sắc tuyệt luân a. À, sau khi tiêu viêm, lâm động, mục trần đi tới thiên nguyên giới, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cả phải cũng phi thường gian khổ vạn khổ, bất quá bọn họ dựa vào thiên phú cùng kỳ ngộ cường đại của mình, siêu thoát chủ thể lâm động cùng mục trần trung quy chạm tới ngưỡng cửa thần chỉ cảnh mà viêm đế tiêu viêm lại thuận lợi nhập vào thần liệt trở thành thần trích hơn nữa thành công đánh chết tai họa ức ức sinh linh tiên thiên thần từ nay về sau cũng không còn có thánh thần cùng thiên tà thần hóa giải thiên nguyên giới nguy cơ nhưng là trước khi tiên thiên thần ngã xuống trong miệng biết được ở phía trên kia còn có mạnh hơn đại nhân vật đang thúc đẩy một cái kế hoạch lớn như vậy cái kế hoạch lớn này đến tột cùng là cái gì đây các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua chư vị tạm biệt ba người tiêu viêm lâm động mục trần chắp tay nhìn mọi người của các đại chư thiên cuối cùng thúc giục con thuyền bắt đầu chạy về phía trụ ngoài thiên nguyên giới một đại giới khác thiên nguyên giới cùng tiện thiêm đế võ tổ mục chủ toàn bộ thiên nguyên giới trên dưới chư thiên mọi người chắp tay hướng về phía trên chân trời biến mất phương chu trang miệng một lời cung tiễn nói nhìn con thuyền đã biến mất ở phía trên chân trời tứ đại cổ thần tứ tôn chi thần cùng với các đại chư thiên vực đại tôn trong lòng đều có ý nghĩ giống nhau tự nhiên sinh ra lần sau gặp lại các ngươi sẽ là đứng ở dạng nào mới độ cao ba người bọn họ thiên phú khủng bố đến cực điểm ngày sau lại gặp nhau chỉ sợ trở nên mạnh hơn ha ha người trẻ tuổi thời đại so với chúng ta những người này thời đại càng thêm kinh diễm tuyệt luân bất quá chúng ta cũng sẽ không như vậy lạc hậu nhất định sẽ hướng các người đuổi theo hộ chúng ta thiên nguyên giới trong mắt tứ đại cổ thần và tứ tôn chi thần lộ ra một vệt tinh quang với tư cách thần thứ ba và thần thứ hai bọn họ lúc này có mục tiêu muốn tiến thêm một bước đó chính là bước tới cái kia đệ nhất danh sách vị trí, trở thành đệ nhất danh sách thần, thủ hộ thiên nguyên giới. Đại trụ, trụ hải Nơi này không có trời không có đất, hiện ra chính là hỗn độn giống như tư thái, trong đó đại trụ bão táp tàn sát bừa bãi, coi như là chúa tể người cũng không dám dễ dàng đặt chân ở đây. Bởi vì một khi đặt chân sẽ bị nơi này đại trụ bão táp, sẽ trong nháy mắt bị xé nát, chỉ có đại trụ một phương thần trích mới có thể đứng ở trong đó. Lúc này trong mảnh hỗn độn này, không gian dao động kịch liệt, một chiếc con thuyền khổng lồ xuất hiện ở trên biển vũ trụ vô biên vô hạn này chạy với tốc độ xuyên qua cực nhanh trên bong tàu xuất hiện năm thân ảnh tiêu viêm lâm động mục trần tử nhất tình và vương nghi năm người tiêu viêm nhìn hư không hỗn độn bởi vì không gian hư vô chính là trụ hải ở trụ hải bên trong thường xuyên có đại trụ bão táp trong đó ẩn chứa bão táp chi lực đều là có tính hủy diệt lực lượng mặc dù đối với cùng với thành thần tiêu viêm mà nói có thể đặt mình ở trụ hải bên trong sinh tồn nhưng đối với lâm động mục trần của chuẩn thần cảnh và tử nhất tình của chúa tể mạnh nhất đỉnh phong đại viên mãn vương khi mà nói nhất định phải ngồi công cụ xuyên toa trong trụ hải mới được cũng chính là xuyên toa con thuyền nhưng mà lực lượng linh hồn chủ cảnh của tiêu viêm bắt đầu phóng ra ngoài thăm dò hết thảy động thái của không gian này quả thật trong cảm giác của lực lượng linh hồn ở khu vực ngoài vạn dặm phía trước lại có đại lượng gió lốc đại trụ bắt đầu càn quét tàn sát bừa bãi hơn nữa ở trong đại trụ bão táp còn có mấy chiếc phương châu đang chống đỡ những đại trụ bão táp này bất quá rất nhanh thì có một ít phương châu chống đỡ không được đại trụ bão táp nháy mắt bị thôn phệ trong đó tự nhiên người trong đó cũng nháy mắt vẫn lạc thấy tiêu viêm ngưng trọng mấy người lâm động mục trần cảm thấy nghi hoặc hỏi tiêu huynh sao vậy tiêu viêm thu hồi lực lượng linh hồn chủ cảnh ánh mắt ngưng trọng bởi vì hắn không chỉ dùng lực lượng linh hồn dò xét được có đại trụ phong bạo còn có một loại năng lượng gần như hủy diệt ở khu vực xa xôi chậm rãi tàn mắt ra mấy người cũng là lần đầu nhìn thấy tiêu viêm sau khi thành thần vậy mà lộ ra vẻ ngưng trọng như thế xem ra ở phía trước nhất định làm cho tiêu viêm đều cảm thấy chuyện phi thường nguy hiểm. Đi, chúng ta đi xem, hình như có người gặp nạn. Nói xong, trên mặt mấy người đều là vẻ nghiêm túc, lần nữa tăng nhanh tốc độ xuyên qua con thuyền. Mà ở tiêu viêm phương chu cách xa vạn dặm, nơi này đại trụ phong bạo tàn sát bờ bãi, trong đó có rất nhiều phương chu đều bị vây ở trong đó. Thiệu Sương, Ngọc Thụy, các người đi trước, một người đàn ông phát ra âm thanh rồn rập. Làng nhà ca, chúng ta không đi, muốn đi cùng đi hai vị nam tử tuổi hơi trẻ một chút mang theo một tên nước nở lắc đầu nói không có thời gian các ngươi đi mau nếu không chúng ta một người cũng không đi được vị nam tử này lớn tiếng quát mang theo trọng thương thiên tâm chủ trở lại thiên tâm giới động tác mau nói xong vị nam tử này một trường đánh ra lực đạo đáng sợ trực tiếp đem hai người bọn họ đánh lui ra không không cần hai vị nam tử kia mang theo tiếng khóc nước nở trong hốc mắt tràn đầy nước mắt nhưng mà lúc này đại trụ bão táp càng thêm mãnh liệt lên trực tiếp xé rách trước này con thuyền phòng ngự trong nháy mắt đáng sợ sức mạnh hủy diệt trực tiếp xông vào con thuyền trên trước này con thuyền trên tất cả mọi người đều khó thoát khỏi cái chết đáng giận. Làng nha cắn răng lộ ra biểu tình tuyệt vọng trong lòng nhất thời nản lòng thoái chí. a à, lang nha ca một đạo tiếng kêu cứu truyền vào lỗ tai lang nha tại nghe tiếng nhìn lại thời điểm phát hiện thiệu xương cùng ngọc thụy hai người dĩ nhiên bị đại trụ bão táp thổi quét mà đi mà thiên tâm chủ vốn nằm trên mặt đất cũng che miệng vết thương của mình mặt như tờ giấy trắng muốn dùng hết sức lực cuối cùng cứu Thiệu Sương và Ngọc Thụy. Bất quá ngay tại thời điểm nguy cơ này, ở chung quanh bọn họ, đúng là xuất hiện biển lửa rực rỡ, biển lửa đi qua, đúng là nứt chừng những đại trụ bão táp này, mà ở trong biển lửa này còn có một cỗ lực lượng thần thánh siêu việt chúa tể lực lượng. Âm âm âm, từng đạo thanh âm thật lớn từ trong biển lửa vang vọng ra, mà tại thời điểm biển lửa rực rỡ này xuất hiện, đám người lang nha chính là vang lên cái gì đó. Ngọn lửa này là chẳng lẽ là bọn họ? Nhưng mà ngay sau một khắc, những ngày nguyên bản cực kỳ khủng bố hủy diệt bão táp, vậy mà ở cái này hoa mỹ biển lửa dưới đúng là yếu xuống hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh toàn bộ đem đại trụ bão táp triệt để nốt chừng ở trong biển lửa một màn này đúng là làm cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ cùng không thể tin được đây hết thảy dĩ nhiên đều là sự thật lúc này cách bọn họ không xa một chiếc thuyền lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người khi mục trần nhìn thấy mấy vị khuôn mặt quen thuộc kia sắc mặt cũng nổi lên một tia kinh ngạc bởi vì những người này dĩ nhiên là mọi người của thiên tâm giới nhưng sao họ lại xuất hiện ở đây lại xảy ra chuyện gì Mục Trần ánh mắt nhìn thấy thiên tâm giới mạnh nhất chi chủ, thiên tâm giới, dĩ nhiên toàn thân là máu, khí tức có chức uể oải, xem ra bị thương thế rất nghiêm trọng. Sau khi con thuyền chậm rãi dừng lại, ống tay áo Tiêu Viêm lại vung lên, biển lửa rực rỡ kia, đúng là biến thành một cây cầu lửa, nối liền với một con thuyền khác. Ba người Tiêu Viêm lâm động Mục Trần bước lên cầu hỏa diệm, đi tới, còn Tử Nhất Tình và Vương Hy thì đứng tại chỗ. Có hỏa diệm kiều của Tiêu Viêm, cho dù lâm động Mục Trần thực lực chỉ có chuẩn thần cảnh cũng không bị lực lượng hư vô trong trụ hải ảnh hưởng ba người gót chân vững vàng rừng ở thiên tâm giới trên con thuyền làng nhà chính là cũng thấy được mấy năm trước tiến vào kỳ nguyên di tích gặp phải tiêu viêm lầm động mục trần ba vị mục trần huynh quả nhiên là các ngươi sau khi xác định là bọn họ làng nhà thì là vô cùng kích động chạy về phía ba người bọn họ trước mặt thiệu sương và ngọc thụy vừa mới được cứu cũng bước nhanh tới nhìn thấy ba người này bọn họ không biết vì sao có một cỗ cảm giác an toàn khó hiểu các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua đặc biệt là biển lửa vừa mới xuất hiện càng làm cho trong lòng bọn họ chấn động gợn sóng Làng Nha Huynh, đã xảy ra chuyện gì, tại sao các người lại ở chỗ này, mục trần thấy thế, thiên tâm giới mọi người, đều là mang theo thương thế, tựa hồ đã trải qua một hồi kịch chiến bình thường. Lang Nha vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, chuyện dài. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thiên tâm chủ trọng thương, ánh mắt cực kỳ phức tạp, đám người tiêu viêm cũng là ánh mắt nhìn lại, dưới cảm giác của linh hồn chủ cảnh, xương cốt toàn thân vị thiên tâm chủ này lại gãy, còn bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không kịp thời chữa thương, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vẫn lạc, Bất quá Tiêu Viêm luyện dược thuật cũng đã đạt tới dược tiên đẳng cấp, có thể luyện chế ra cao giai tiên phẩm đan dược, không nói hai lời, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra lúc trước luyện chế tốt tiên phẩm cao giai chữa thương đan dược, cho Thiên Tâm chủ uống xuống. Sau khi ăn đan dược, vận chuyển thế giới lực trong cơ thể, có thể khôi phục thương thế nhanh hơn. Tiêu Viêm mở miệng nhắc nhở, tạm thời vô tính mạng chi ưu, còn muốn kịp thời đổi tới, nếu không, sợ là giữ nhiều lành ít. Đa tạ Tiêu Viêm huynh, ngày sau có cái gì cần, cứ việc phân phó, chúng ta Thiên Tâm định định nên toàn lực ứng phó tiêu viêm cười cười, nói, tiện tay mà thôi, làng nha huynh không cần khách khí, sau đó cũng cười với thiệu Sương và ngọc thụy. Nhìn thấy mọi người thiên tâm giới của mình, rốt cục được cứu, lang nhà cũng thở vào nhẹ nhõm, tại thời khắc mấu chốt này, rốt cục có thể an toàn, bất quá cũng hy sinh rất nhiều cường giả thiên tâm giới. Lâm Động cảm thấy không thể nào chỉ là một hồi đại trụ phong bạo đã làm cho thiên tâm giới bị thương nặng như vậy. Hơn nữa nhìn thấy trên người mỗi người thiên tâm giới đều có thương thế, đã nói rõ, ngoại trừ đại trụ phong bạo còn gặp phải chuyện khác nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự, làng nhà lúc này mới đem tất cả sự tình mình gặp phải kể ra. Lúc ấy thiên tâm giới cũng đã nhận được tin tức, thiên nhân giới xuất lĩnh đông đảo cường giả đứng đầu đi tới thiên nguyên giới, nói vậy sẽ phát sinh một hồi diệt giới chi chiến đậm máu. Mà những người thiên nhân giới kia, giã tâm bừng bừng, nếu như một khi thành công chiếm lĩnh thiên nguyên giới, cũng sẽ quy mô xâm lấn thiên tâm giới, cho nên vì tránh cho chuyện bực này phát sinh, thiên tâm giới mạnh nhất chi chủ. Thiên tâm giới quyết định cùng nhau liên thủ thiên nguyên giới đối kháng thiên nhân giới một đám cường giả đứng đầu nhưng trên đường các cường giả thiên tâm giới chạy con thuyền đi thiên nguyên giới lại gặp một vị thần bí nhân mà thực lực của vị thần bí nhân này cực kỳ khủng bố dĩ nhiên dùng lực một người đánh bại đông đảo cường giả thiên nhân giới ngay cả thiên tâm chủ cũng không địch lại vị thần bí nhân này cuối cùng thiên tâm chủ vì để cho mọi người có thể rời đi nơi này đem thiên tâm pháp thân nổ tung tự hủy cùng đối phương đồng quy vô tận nhưng người thần bí kia lực lượng thật sự quá mức cường đại coi như là lựa chọn nổ tung thiên tâm pháp thân làm đại giới cũng không cách nào thương tổn đến chút nào theo thiên tâm chủ bị thương nặng chúng cường giả toàn bộ thiên tâm giới cảm thấy phẫn nộ cực độ đó là cùng nhau liên thủ đem hết toàn lực đối kháng đối phương nhưng đối phương chỉ thi triển một chiêu đã đem chúng cường giả thiên tâm giới đánh thành trọng thương thậm chí ngã xuống lực lượng đáng sợ như vậy khiến cho chúng cường giả thiên tâm giới cảm giác được phi thường không ổn hơn nữa đối phương cũng không phải thiện tra lúc ấy đã nghĩ hôm nay sợ là phải toàn quân bị diệt ngay tại thời điểm người thân bí cường đại kia lần nữa hạ sát thủ với những người còn lại của bọn họ trong trụ hải đột nhiên xuất hiện quần thể bão táp của đại trụ nhưng mà trực tiếp hướng thiên tâm giới mọi người phương vị cấp tốc thổi quét mà đến thiên tâm giới mọi người cũng ở trước tiên đều cảm giác được những ngày đại trụ bão táp tính nguy hiểm vốn muốn tránh đi những ngày đại trụ phong bạo theo đó vị thần bí nhân kia trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực đầy rất mạnh đem thiên tâm giới tất cả mọi người là chấn đến đại trụ phong bạo quần bên trong người thần bí kia nhìn thấy thiên tâm giới mọi người cơ hồ toàn bộ cuốn vào đại trụ phong bạo quần sau đó liền rời đi nơi này kế tiếp chính là hình ảnh các ngươi vừa nhìn thấy nanh sói cũng một hơi kể lại cảnh ngộ của bọn họ sau khi nghe xong lời nói của nanh sói ba người tiêu viêm lâm động mục trần thần thái không hề buông lòng bởi vì bọn họ từ đó biết được một vị thần bí nhân hơn nữa vị thần bí nhân này vô cùng cường đại phải biết rằng thiên tâm giới là một trong những đại giới đẳng cấp thứ hai tuy nhiên có tài nguyên và nội tình vô cùng phong phú nhưng cho dù là như vậy đại giới bên trong chúng cường giả cùng với thực lực đạt tới chuẩn thần cảnh thiên tâm chủ vẫn như cũ không địch lại đối phương một người lực lượng bởi vậy có thể thấy được đối phương chỉ sợ đã không phải là một vị người mà là một vị chân chính nhét vào trong thần liệt thần trích chỉ có thần mới có thể dùng một thần lực đối kháng vô số cường giả thiên tâm giới. Lang Nha huynh, vừa rồi theo như lời ngươi nói, vị thần bí nhân kia phải chăng có ma khí mục trần muốn xác nhận, ở trong lòng mình suy nghĩ một việc, chính là mở miệng dò hỏi. Ma khí sao? Ma khí ngược lại không có cảm giác được, bất quá ở trên người người thần bí kia khí tức đến xem, hắn tựa hồ cố ý cất giấu một cỗ cực độ mịt mờ lực lượng, nhanh sói cũng không có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp đem tin tức mình biết, một năm một người đều báo cho Tiêu Viêm Lâm động mục trần ba người. Sức mạnh mờ mịt sao? tiêu viêm trong đôi mắt lóe ra kinh quang làm như là ở trong này đã loáng thoáng biết một ít tin tức nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì vì thiên tâm giới vốn muốn cùng thiên nguyên giới liên thủ đối kháng thiên nhân giới vậy đã nói rõ thiên tâm giới vẫn là một người đáng giá để giao dù sao so với những người thiên nhân giới kia thiên tâm giới mới là người cùng tiêu viêm lâm động mục trần bước lên cùng một chiếc thuyền chúng cường giả thiên tâm giới bọn họ cũng muốn hòa bình giữa thế giới chỉ có một mực bảo trì hòa bình mới có thể trở nên càng cường đại lên bất quá kế tiếp đám người tiêu viêm cũng nói với mọi người thiên tâm giới chuyện thiên nhân giới xuất lĩnh đông đảo cường giả đứng đầu xâm lấn thiên nguyên giới những cường giả đứng đầu thiên nhân giới kia toàn quân bị diệt hơn nữa còn không để lại một ai rất hiển nhiên sau khi mọi người ở thiên tâm giới nghe được tin tức như vậy không dám tin phải biết rằng thiên nhân giới nội tình vô cùng cường đại trong đó đứng đầu cường giả so với thiên tâm giới còn nhiều hơn rất nhiều không nghĩ tới kết cục vậy mà như thế rung động lòng người càng không nghĩ tới thiên nhân giới dĩ nhiên cùng thiên nguyên giới mạnh nhất tri thần đạt thành hợp tác muốn nhất cử đánh bại thống trị thiên nguyên giới, nhưng ai ngờ nguyên bản tiên thiên thần cùng thiên nhân giới chúng cường giả vững vàng thắng trận chiến diệt giới này lại bị xoay chuyển càn khôn. Mà càn khôn này chính là tiêu viêm lâm động mục trần ba người gia nhập mới bình ổn trận này dưới giới tai kiếp. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người thiên tâm giới nhìn ba người tiêu viêm lâm động mục trần càng thêm đặc sắc, có lẽ trong lòng bọn họ, thực lực của ba người này quá mức biến thái đáng sợ, ngay cả tiên thiên thần của đệ nhất danh sách thần cũng bại ở trong tay bọn họ. Sau khi mọi người trong thiên tâm giới khiếp sợ một lát, thương thế của thiên tâm chủ cũng dần dần khôi phục hắn mở mắt ra nhìn về phía ba người tiêu viêm lâm động mục trần trên mặt thật là mang theo một tiêu vui sướng không nghĩ tới tiêu viêm cho mình phục dụng tiên phẩm chữa thương đan dược dĩ nhiên có công hiệu như thế tại như thế nghiêm trọng thương thế dưới dĩ nhiên đều có thể chậm rãi khôi phục ngay cả ánh mắt của thiên tâm chủ đối với ba người tiêu viêm cũng có thêm một phần cung kính dù sao ba vị này tuy rằng đều là người đến từ thế giới hạ đẳng nhưng thiên phú mà họ thi triển ra cho dù là cường giả đứng đầu trong thế giới đẳng cấp thứ hai cũng cảm thấy mặc cảm trong đoạn thời gian kế tiếp ba người tiêu viêm lại nói chuyện với mọi người trong thiên tâm giới một chút sau đó là cáo biệt bọn họ đa tạ tiêu viêm huynh lâm động huynh mục trần huynh có thời gian nhất định phải tới thiên tâm giới chúng ta làm khách có chỗ nào cần dùng cũng tùy thời thông báo cho chúng ta đối với thiên tâm giới mà nói ba người tiêu viêm lúc này có thể nói là đã cứu mạng mọi người trong thiên tâm giới nếu không hôm nay hắn thì sao tất cả người của thiên tâm giới chỉ sợ đều sẽ ngã xuống hôm nay thiên nguyên giới có thể nói là có hai đại đẳng cấp thứ hai thế giới đều ở duy trì từ nay về sau sợ là không có một phương đại giới nào có thể ngốc đến xâm lấn thiên nguyên giới sau khi cáo biệt đám người thiên tâm giới đám người tiêu viêm lâm động mục trần đã thúc đẩy con thuyền khổng lồ tốc độ đã cực nhanh hướng về phương vị thiên nguyên giới cấp tốc xuyên qua mà đi huân nhi thải lân chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt chờ ta trong lòng tiêu viêm nỉ non mà lâm động mục trần cũng tưởng niệm thê tử nhi nữ của mình càng ngày càng nồng đậm dù sao bọn họ rời khỏi đại thiên thế giới đã có mấy năm thời gian, cho nên khoảng cách cố hương của mình càng ngày càng gần, một phần ý niệm ngày nhớ đêm mong kia, rốt cuộc ở trên mặt biểu đạt ra. Nhớ tới thê tử và nhi nữ của mình, trên mặt tiêu viêm lâm động mục trần đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thiên nguyên giới Thiên nguyên giới hôm nay chính là một đại giới hoàn toàn mới do đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới tạo thành. Trong đó linh lực nồng đậm trình độ đã sớm xưa đâu bằng nay, thiên chí tôn siêu cấp cường giả sinh ra càng ngày càng nhiều, ngay cả bước vào chủ tề tề cảnh chúa tề giả cũng có mấy vị, hiện tại thiên nguyên giới tài nguyên phong phú vô cùng. Còn có rất nhiều thế lực mới sinh ra, mà sinh ra thế lực mới, mỗi một cái đều là siêu cấp thế lực, bởi vì chỉ có thiên trí tôn tọa chấn thế lực, mới coi như là siêu cấp thế lực. Năm đó trước mắt thiên nguyên giới khổng lồ nhất siêu cấp liên minh thế lực, chính là thiên nguyên cung, là chống đỡ dưới ngoại kẻ xâm nhập mạnh nhất chiến lực. Cái này mạnh nhất chiến lực thiên nguyên cung, đưa tới toàn bộ thiên nguyên giới cường giả đều muốn nhau nhau gia nhập, nhiệt độ không thua gì vô tận hòa vực, vũ cảnh, mục phủ cùng ba đại siêu cấp bá chủ thế lực. Bất quá muốn gia nhập Thiên Nguyên Cung cũng không phải đơn giản như vậy là có thể gia nhập, thực lực phải đạt tới Thiên Chí Tôn mới có thể có tư cách trong đó. Đương nhiên cũng không phải tất cả Thiên Chí Tôn đều có trăm phần trăm cơ hội gia nhập, Thiên Nguyên Cung hiện tại cũng không thể so với Đại Thiên Cung năm đó, mặc dù nói Thiên Nguyên Cung tiền thân là Đại Thiên Cung diễn biến mà đến, nhưng là lực ảnh hưởng trọng yếu nhất là, ở trong đó có vô tận hỏa vực, võ cảnh, mục phủ gia nhập mới làm cho Thiên Nguyên giới nhân khí trực tiếp tăng vọt. Mà ở trong Thiên Nguyên Cung, Chumata đã không phải là tồn tại cấp bậc cao nhất, mà trên chu ma vương còn có vị trí cường đại hơn chu ma hoàng chỉ cần chu ma vương vừa xuất hiện ngay cả chu ma vương cũng vô cùng kính sợ chế độ địa vị trước mắt của thiên nguyên cung từ cao đến thấp theo thứ tự là chu ma hoàng chu ma vương trưởng lão chu ma sư cao cấp tương đương với lâu chủ thiên nguyên lâu của bốn phân bộ trung cấp chu ma sư cấp thấp chu ma sư cho nên cho dù là thiên chí tôn muốn gia nhập cũng phải tiến hành sàng lọc nghiêm khắc chỉ có sau khi các thiên chí tôn trổ hết tài năng mới có tư cách chân chính gia nhập thiên nguyên cung mặc dù thiên nguyên cung thành lập địa vị siêu nhiên nhưng cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì giữa các thế lực lớn nhưng một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn đại giới con quái vật khổng lồ chiến lực mạnh nhất này sẽ triệu tập tất cả lực lượng đỉnh cao của thiên nguyên cung đối kháng với nó chỉ cần có người gia nhập thiên nguyên cung về sau liền rất nhiều siêu cấp thế lực nhìn thấy đều phải cho đầy đủ mặt mũi cung chủ thiên nguyên cung vẫn là kình thiên đảm nhiệm mặc dù nói tiêu viêm lâm động mục trần ba người là chu ma vương nhưng cơ hồ mặc kệ sự vật của thiên nguyên cung hạch tâm chủ lực của bọn họ vẫn là ở vô tận hòa vực vũ cảnh mục phủ đồng thời thiên nguyên cung còn có thiên nguyên chi nhãn có thể quan sát hết thải động thái trong thiên nguyên giới đây là năm đó do ba người tiêu viêm lầm động mục trần cùng nhau sáng lập hiện tại là thiên nguyên cung sử dụng chỉ có thiên nguyên cung trưởng lão các phần bộ thiên nguyên lâu lâu chủ địa vị trở lên mới có tư cách tiến vào hoặc là sử dụng thiên nguyên chi nhãn đại năng thiên nguyên chi cung mạnh nhất chiến lực chống đỡ giới ngoại xâm lấn hòa bình tượng trưng mỗi khi nghe được một câu này lọt vào tai thời điểm đều sẽ làm cho rất nhiều siêu cấp thế lực cùng với các đại chủng tộc đều lâm vào rung động cùng kính sợ tam hoàng nhất vương chính là thiên nguyên giới cao cấp nhất cường đại tồn tại cũng là sở hữu siêu cấp cường giả gia nhập thiên nguyên cung mục tiêu chỉ cần có đầy đủ thực lực đều có cơ hội trở thành chu ma vương cùng với chu ma hoàng cũng có khả năng chẳng qua có thể đạt tới địa vị như vậy thực lực nhất định phải cường đại như chu ma vương tần thiên cùng với chu ma hoàng viêm đế võ tổ mục chủ mới được ngoại trừ thiên nguyên cung ra còn có một tân sinh siêu cấp thế lực tứ thánh cung nhanh chóng quật khởi trong thời gian mấy năm nay đồng dạng có không thua gì rất nhiều siêu cấp thế lực lửa nóng trình độ bởi vì sáng lập tứ thánh cung người sáng lập chính là Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm, Lâm Tĩnh, Mục Vân Hy, mà bọn họ chính là con cái của ba nhân vật truyền kỳ đỉnh cao trong Thiên Nguyên giới, Tư Thánh cung nhanh chóng quật khởi, cũng có một trong những nguyên nhân của phương diện này. Danh tiếng của Tư Thánh cung đã có đẳng cấp tương đương với các thế lực siêu cấp và chủng tộc cường đại khác. Hiện tại trong Tư Thánh cung có rất nhiều cường giả, so với lúc mới sáng lập, cường giả trong đó đã nhiều gấp đôi. Nhưng tuy rằng mấy năm nay Thiên Nguyên giới cơ hồ ở vào giai đoạn hòa bình, bất quá cách đây không lâu, thậm chí có một chuyện lạ phát sinh, đó chính là rất nhiều trí tôn cảnh thậm chí còn có địa trí tôn cường giả linh hồn đều bị cướp đoạt. trong lúc mơ hồ, một cỗ lực lượng mịt mờ đã tiến vào đại thiên thế giới, cướp lấy trí tôn cảnh cùng địa trí tôn cường giả linh hồn. từ thánh cung, trong một cung điện lớn, trong đại sảnh có mấy trăm cường giả đứng, trong đó có trí tôn cảnh, có địa trí tôn, cũng có thiên trí tôn, mà thiên trí tôn thì có 20 người. ở phía trước những cường giả này, có bốn cái long ỉ xếp thành một hàng, trên đó ngồi một vị nam tử tuổi còn trẻ cùng ba vị nữ tử bốn người bọn họ chính là người sáng lập tứ thánh cung tiêu 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 lâm lâm tĩnh mục vân hy việc này là thật sao một giọng nói mang theo kinh nghi truyền đến người nói chuyện chính là tiêu tiêu lớn tuổi nhất trong bốn người hiện giờ đã trưởng thành bộ dạng mị hoặc thiên thành một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chi ý so với vẻ màu của mẫu thân còn xinh đẹp hơn vài phần một thân váy dài đỏ tươi đem thân thể mềm mại lung linh hấp dẫn kia tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn giống như lửa trói mắt người khuôn mặt xinh đẹp yêu mị sóng mắt lưu chuyển tàn ra loại mị hoặc làm cho tâm thần người ta chập chờn. Một đôi mắt phượng hơi có vẻ lạnh như băng, cái loại lãnh diễm cùng yêu mị này kết hợp lại, có phong tình khác, nhìn nữ tử xinh đẹp như nàng, mặc dù đã quen gặp sóng to gió lớn rất nhiều thiên trí tôn, đều là ánh mắt nhịn không được nhìn thêm vài lần. Từ thánh cung mặc dù do bốn người cùng nhau sáng lập, mà một ít chuyện lớn cùng quyết sách trong cung đều là do tiêu tiêu quyết định. Bẩm báo tiêu cung chủ, ở trong thánh phong, người của chúng ta xác được tìm được thi thể người không có linh hồn, hơn nữa trong đó còn có một vị thiên trí tôn. Lời này vừa nói ra, trực tiếp chấn động toàn bộ trong cung điện tất cả mọi người đặc biệt là trong đó thiên trí tôn siêu cấp cường giả sau khi nghe được thiên trí tôn thế nhưng đều bị cướp đi linh hồn ở sâu trong bọn họ chuyển đến sợ hãi trí thiên trí chí tôn chính là thiên nguyên giới siêu cấp cường giả có được thiên tôn linh thể cường đại như vậy thiên trí tôn đều bị đối phương cho sát hại hơn nữa cướp đi linh hồn như thế một màn hãi nhân bất kể là ai đều dãi vô cùng khiếp sợ chị đây chính là trường hợp đầu tiên à không nghĩ tới ngay cả thiên trí tôn cũng không địch lại đối phương chắc thức làm cho tiêu lâm ở một bên ánh mắt ngưng tụ khuôn mặt thanh tú của tiêu lâm mang theo một tên anh tuấn ngũ quan tinh xảo tàn ra một loại mị lực hấp dẫn một đám thiên tri kiểu nữ của thiên nguyên giới đều muốn trở thành bạn gái của tiêu lâm nhưng tiêu lâm hiện giờ một lòng muốn tu luyện không có thời gian dư thừa đầu nhập vào tình cảm cho nên đều cự tuyệt những ngày này thiên tri kiểu nữ ngay cả đông đảo thiên trí tôn của tứ thánh cung khi nhìn thấy tiêu lâm thân thể đều đột nhiên căng thẳng bởi vì ở trên người tiêu lâm cảm giác được một loại khí tức thánh phẩm không thể ngăn chặn ở bên phải tiêu tiêu ngồi một vị nữ tử tuyệt mỹ như tiên, nàng lông mày như họa, dung mạo tú lệ như tiên, đôi mắt đẹp kia càng linh động đến cực điểm, khiến nàng nhìn qua giống như tiên tử trong tranh, nàng chính là Lâm Tĩnh con gái của Lâm Động. Lúc này Lâm Tĩnh nhẹ giọng nhỏ nhẹ, hơi nghiêng đầu nói, "Tiêu Tiêu, xem ra mục đích của đối phương rất mạnh, chuyên môn là thu thập linh hồn của những cường giả này." "Tiêu Tiêu tỷ, những người này là ai? Vì sao thu thập linh hồn của những cường giả này con gái Mục Trần nhỏ tuổi nhất Mục Phân Hy, bất quá hiện tại nàng cũng đã lớn lên, cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt to trắng đen rõ ràng, trong suốt thấu triệt, trên người mặc quần áo màu xanh, xinh đẹp quả thực cực giống mẫu thân lạc ly của nàng. Tuy nói, Mục Vân Hy trong bốn người thực lực là kém, đồng thời cách đây không lâu cũng đã đặt chân lên con đường thánh phẩm, trở thành thánh phẩm thiên trí tôn, nếu như muốn bàn về sức chiến đấu thực tế, Mục Vân Hy có thể đối kháng với một vị thánh phẩm trung kỳ thiên trí tôn. Đối phương lai giả bất thiện, chắc hẳn không phải đến từ thiên nguyên. Nghe vậy, mọi người có chút kinh ngạc, không phải người của đại thiên thế giới, như vậy những người này đến tột cùng là đến từ nơi nào? đôi mắt đẹp yêu diễm của tiêu tiêu khẽ chớp khí tức cường đại trên người hơi phát ra sau đó thanh âm rung động lòng người truyền ra trong khoảng thời gian này ta cũng âm thầm dò xét ta phát hiện người đoạt lấy linh hồn này hẳn là đến từ hạ vị diện đại lục hạ vị diện đại lục điều này cũng không thể nào nếu là hạ vị diện đại lục tới người hẳn là vừa đột phá hạ vị diện cảnh giới cao nhất tấn thăng giáng lâm đến thượng vị diện đại thiên thế giới bất quá thực lực hẳn là chỉ có trí tôn cảnh mới đúng nếu quả thật dựa theo tiêu tiêu nói vị thiên trí tôn kia không có khả năng sẽ bị người thực lực trí tôn cảnh vừa tấn thăng đại thiên thế giới đánh chết. Coi như là địa trí tôn cũng không được, bởi vì thiên nguyên giới trí tôn cảnh chính là vô số hạ vị diện trong đại lục cảnh giới cao nhất tương ứng cảnh giới. Nếu quả thật là như thế, người chuyên môn đoạt lấy linh hồn này chắc hẳn có lực lượng vô cùng cường đại, nếu không tuyệt đối không thể đánh chết một gã thiên trí tôn. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ đi thánh phong sơn, thanh âm trầm thấp truyền ra, dáng người uyển chuyển của tiêu tiêu chậm rãi đứng lên đôi mắt đẹp vô cùng mị hoặc kia càn quét mọi người tứ thánh cung phía dưới ngay sau đó một đạo thanh âm uy nghiêm vô cùng khí phách quả quyết truyền vào trong lỗ tai mọi người hành động lần này lưu lại 10 vị thiên trí tôn ở tứ thánh cung trông coi còn lại thiên trí tôn toàn bộ theo chúng ta đi trước ta ngược lại muốn nhìn xem này đến từ hạ vị diện thần bí cường giả đến tột cùng là ai nói xong tiêu 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 lâm lâm tĩnh mục vân hy dẫn đầu bay ra ngoài cung điện cũng có 8 vị thiên trí tôn theo sát hiện giờ nội tình của tứ thánh cung có thể nói trong các thế lực siêu cấp đều là những tồn tại đứng đầu cho nên các thế lực siêu cấp như tứ thánh cung không ai dám chọc vào hiện tại không ít cường già nhìn thấy tứ thánh cung tứ đại cung chủ dĩ nhiên cùng nhau xuất động hơn nữa còn phái ra tám tên thiên trí tôn siêu cấp cường giả đội hình như thế có thể nói là siêu cấp thế lực giữa đại chiến bình thường nhưng tứ thánh cung xuất động nhiều siêu cấp cường giả như vậy không phải vì cùng siêu cấp thế lực nào chinh chiến mà là đi gặp một hồi những cường giả thần bí này đến tột cùng là người phương nào đó là tứ đại cung chủ của tứ thánh cung bọn họ xuất động đội hình cường đại như vậy là muốn làm gì lúc này bên ngoài tứ thánh cung không ít người sau khi nhìn thấy chính là tò mò nhìn phía trên chân trời cái kia 12 đạo lưu quang gần đây mọi người có nghe nói gì không trước đó không lâu ở thánh phong trong núi phát hiện một bộ thiên trí tôn thi thể hơn nữa cách chết tương đối quỷ dị các người đoán thế nào tất cả mọi người là lắc đầu tựa hồ cũng không có nghe nói tin tức như vậy càng là vành tay lên sau khi vị thiên trí tôn kia ngã xuống ngay cả linh hồn cũng bị cấp đoạt lời này vừa nói ra Chấn kinh tất cả mọi người, bọn họ trong khoảng thời gian này là có nghe nói, ở trong đại thiên thế giới của bọn họ, có không ít trí tôn cảnh cùng địa chí tôn cường giả đều mặc xanh kỳ diệu ngã xuống, giống nhau đều bị đoạt lấy linh hồn vừa nói. Siêu cường giả như vậy mà ngay cả thiên chí tôn cũng bị đối phương thần bí cường đại đánh chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đi tới Thánh Phong Sơn, nghe đến đó, mọi người cũng đều hiểu được, xem ra tới đại cung chủ cùng với tám vị thiên chí tôn tập thể xuất động, chính là vì điều tra việc này. Thánh Phong Sơn nơi này chính là đại thiên thế giới tây bắc địa vực ở chỗ này có rất ít thế lực sáng lập tại đây bởi vì địa vực này đều là có rất nhiều ngọn núi nối liền cùng một chỗ hình thành phi thường bao la dãy núi mà thánh phong sơn chính là ngọn núi cao nhất trong dãy núi bao la này trong đó còn có ma thú cường đại thường lui tới nhưng rất nhiều ma thú sau khi nhìn thấy huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn trên người tiêu tiêu các ma thú đều bỏ trốn mất dạng đây chính là áp chế cường đại của huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua bẩm báo tiêu cung chủ trước mặt khoảng cách trăm thước là tới một vị lão già mặc y bào màu xám cung kính lên tiếng tu vi thực lực chính là một vị linh phẩm thiên trí tôn đôi mắt đẹp của tiêu tiêu hơi ngưng trọng từ sau khi bọn họ tiến vào thánh phong sơn chính là cảm giác được có một đạo khí tức cực kỳ mờ mịt không ngừng tràn ngập từ trong thánh phong sơn này hơn nữa đạo khí tức này có lực lượng rất mạnh có thể ảnh hưởng đến linh hồn ngay cả đám người tiêu tiêu sau khi tiến vào nơi này linh hồn của bọn họ giống như là bị lực lượng nào đó triệu hoán thậm chí có chút run rẩy bất quá đối với bọn họ thực lực đạt tới thiên trí tôn mà nói sau khi thúc giục linh lực cường đại trong cơ thể mới đem khí tức mịt mờ tràn ngập trí thánh phong sơn xua tan ra rất nhanh mười hai thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất cách đó không xa có một cỗ thi thể chính là vị thiên trí tôn bị cướp linh hồn kia mọi người chậm rãi đi vào vừa nhìn chỉ thấy trên thân thể thiên trí tôn không có một chút sinh cơ hơn nữa trên người hiển nhiên cũng không có dấu vết cùng kịch chiến qua ngay cả một vị thiên trí tôn cũng không thể đánh trả những người thần bí này đến tột cùng là dùng thủ đoạn thần bí ngay khi mấy người tiêu tiêu đang quan sát vị thiên trí tôn kia cỗ khí tức mịt mờ vốn bị xua tan lại lần nữa tràn ngập tới toàn bộ thánh phong sơn biến hóa bất tình lình này khiến mấy người tiêu tiêu lầm tĩnh cảm thấy không ổn không tốt mọi người mau lui ra tiêu tiêu quát to trong nháy mắt truyền ra nhưng mà nguyên bản nằm trên mặt đất thiên trí tôn trên thân thể vậy mà tàn mát ra cực kỳ nồng đậm mịt mờ lực lượng cuối cùng vị này thiên trí tôn thân thể không chịu nổi của lực lượng này sau trong nháy mắt nổ tung ra thân thể trực tiếp hóa thành bột phấn sau khi thân thể vị thiên trí tôn này nổ tung lại xuất hiện mấy đạo xương đen trực tiếp đánh úp lại đám người tiêu 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 lâm cút một đạo trầm giọng từ trong cổ họng tiêu lâm truyền ra sau đó vận chuyển linh lực trong cơ thể một đạo đấu kỹ sóng âm cực kỳ cường đại trực tiếp đối kháng với hắc vụ bạo lực kia nhưng mà hắc vụ kia quỷ dị xuyên thấu thành ba đấu kỹ của tiêu lâm rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt khi xương đen cách tiêu lâm cực kỳ gần linh hồn ở sâu trong cơ thể hắn dĩ nhiên đều du lên kịch liệt tựa hồ nhận được một cỗ lực triệu hoán cường đại linh hồn dĩ nhiên muốn mạnh mẽ phá thể mà ra tiêu tiêu nhìn thấy sự khác thường của tiêu lâm vội vàng bộc phát ra linh lực kinh người vỗ một trường vào làn xương đen trước mắt tiêu lâm bùm kinh phong đáng sợ trực tiếp là hung hăng chính giữa nhất thời một cỗ linh lực phong bạo thổi quét mà ra đem hắc vụ chấn tán đi mà mấy đạo hắc vụ khác cũng bị lâm tĩnh cùng mục vân hy ra tay oanh kích tán loạn tiêu lâm tiêu tiêu quan tâm nói hắn cũng chỉ có một đệ đệ này nếu bị thương cũng không tiện ăn nói với mẫu thần đại nhân của mình tiêu lâm lắc đầu không có gì đáng ngại không ngờ đám xương đen này không sợ sóng âm đấu kỹ cẩn thận một chút ta tổng cảm giác cũng không có đơn giản như vậy. Đúng như Tiêu Tiêu nói, mấy đạo hắc vụ vừa mới bị chấn tán lại lần nữa ngưng tụ lên, ở trên đỉnh đầu bọn họ, không ngừng tới tới lui lui, lúc này những hắc vụ này đúng là trực tiếp hướng một vị trí không gian nứt đi. Mấy thứ này lại muốn hợp thể, ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tĩnh nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt tản mát ra khí tức mờ mịt vô cùng đáng sợ. Nhưng mà những khí tức mịt mờ này, tựa hồ là tập trung bọn họ những người này, khiến cả tòa thánh phong trong núi tràn ngập lực mịt mờ, trực tiếp hướng Tiêu Tiêu mọi người điên cuồng đánh úp lại cùng lúc đó ở trên không trung của bọn họ mấy đạo hắc vụ kia đúng là huyễn hóa ra một đạo cực độ vạn vạn mặt lớn phát ra âm thanh phi thường âm trầm hoàng sợ Khặc khặc khặc. không nghĩ tới thiên trí tôn trong đại thiên thế giới cũng chỉ như thế ngươi là ai ngữ khí tiêu tiêu rất bình thản không hề dao động ha ha ta là ai đương nhiên là người cướp đoạt linh hồn thiên trí tôn các ngươi khuôn mặt to vạn vợ kia đúng là tàn mát ra khí tức đáng sợ vô biên ngay cả thực lực của bọn họ đã đạt tới thiên chí tôn cũng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm ngươi có bản lĩnh đó sao lần này nói chuyện chính là tiêu lâm vừa rồi mình sóng âm đấu kỹ dĩ nhiên không có tác dụng sửng sốt làm hắn có chút phẫn nộ lúc này trong tay đúng là ngưng tụ ra một đạo linh lực cự thước cho đến trước mắt cự mặt mà nụ cười trên khuôn mặt khổng lồ kia lại vào giờ khác này động lại tựa hồ tất cả biến hóa đều là chịu ảnh hưởng của linh lực cự thước mà tiêu lâm ngưng tụ ra khuôn mặt to lớn vạn vạo khi nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ thon gầy của tiêu lâm hiển nhiên khuôn mặt to lớn kia có một tia khiếp sợ giống như nhìn thấy một vị thù địch đã lâu không gặp người nếu như không dùng cái này cự thức làm vũ khí ngược lại ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thây tiêu lâm ánh mắt ngưng tụ bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức rất mạnh trên khuôn mặt khổng lồ còn tựa hồ có một tia tức giận đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất quá tiêu lâm cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đem linh lực trong cơ thể bộc phát đến cực hạn khuôn mặt vạn vẹo cực lớn trước mắt tựa hồ phi thường cường đại cho dù mình bây giờ đã bước vào cấp bậc thánh phẩm thiên trí tôn nhưng khi đối mặt với một vị cường địch như vậy lại cảm thấy một tia kiêm kỵ linh lực cự thước trong tay tiêu lâm chậm rãi thò ra nhất thời linh lực thuộc tính cuồng bạo hỏa lượn lờ quanh người trở nên càng thêm hùng hồn thậm chí không gian xung quanh đều hơi vặn vẹo vào lúc này một cỗ năng lượng linh lực thuộc tính cuồng bạo hỏa gần như thực chất đột nhiên trong tiếng quát nhẹ của tiêu lâm mạnh mẽ rót vào linh lực cự thước không ngừng sau khi linh lực hỏa thuộc tính khủng bố rót vào chỉ thấy cự thước linh lực nguyên bản càng người màu trắng kia đều hơi nổi lên một loại màu đỏ sậm quỷ dị nhìn qua cự thước linh lực giống như ngọn lửa đỏ sậm lượn lờ đạo chiêu thức này khuôn mặt to lớn lẩm bẩm đối với chiêu thức tiêu lâm thì triển tựa hồ có chút cảm giác giống như quen biết bất quá cũng không nghĩ quá nhiều chuyển thành quá to chỉ cần một chiêu ta liền phá chiêu này của ngươi mà kia nguyên bản vẫn là mặt lớn hắc vụ vậy mà ngưng tụ ra một đạo hào hoa phong nhã bóng đen lúc này bóng đen cánh tay mãnh liệt chấn động ngưng tụ ra một đạo trường thương nghiêng chỉ bầu trời chợt trọng thương mang theo tiếng ô ô xé gió đột nhiên nện xuống trọng thương rơi xuống đất một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ theo mặt đất tràn ra nhất thời cự thạch cùng với rừng cây rậm rạp chung quanh trong khoảnh khắc chính là ở trong từng đạo ánh mắt kinh hãi hóa thành bột phấn chạm đến nham tiếng quát lớn như sấm sét đột nhiên vang lên nơi mũi thương hắc quang giống như lũ quét đột nhiên bộc phát ánh sáng rực rỡ màu đen phô thiên cái địa mang theo âm thanh chói tai vô cùng chói tai bạo thanh như tia chớp cắt qua không gian bắn thẳng tiêu lâm xa xa nơi hắc quang đi qua toàn bộ thiên địa đều đang đột nhiên tan vỡ một kích toàn lực của đạo hắc ảnh này dĩ nhiên là khủng bố như vậy các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hoa, mà đối mặt với loại thế công bằng bạc này toàn trường thiên trí tôn đều lâm vào biến sắc cho dù là đám người tiêu tiêu lâm tĩnh mục phân hy sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng chưa thức cường đại bực này cơ hồ đã đạt tới có thể so với đấu kỵ thái cổ dai cường giả thần bí này đích xác khủng bố như vậy khó trách ngay cả vị thiên trí tôn siêu cấp cường giả kia cũng sẽ chết trong tay hắn bây giờ xem ra thật đúng là như thế mà bước chân tiêu lâm ở trước mắt bao người chậm rãi tiến lên một bước linh lực cự thước màu đỏ sậm trong tay giơ cao quá đầu trên cánh tay gần xanh lộ ra nhìn tiêu lâm dơ cao linh lực cự thước tất cả mọi người ở đây đều là vào giờ phút này che đậy hô hấp sắc mặt kích động đến một mảnh đỏ lên nhưng mà dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú sau một khắc cánh tay tiêu lâm run lên hiện lên năng lượng cường đại hòa thuộc tính màu đỏ sậm trên linh lực cự thước ầm ầm rơi xuống diễm phân phệ lãng xích cái gì dĩ nhiên thật sự là một chiêu này vậy thì càng đáng chết phá cho ta hai đạo cuồng quát trượt vang lên nhất thời trên một thước lớn linh lực của tiêu lâm một đạo xích mang màu đỏ sậm khổng lồ chừng mấy trượng dùng thế như trẻ tre khủng bố bạo bắn ra khoảnh khắc thước mang bắn ra không gian như hồ nước bị ném vào cự thạch chấn động ầm ầm vốn đã giống như sân bãi phế tích một khe nước rộng nửa mét dọc theo quỹ tích thước mang bắn ra cấp tốc lan tràn ra trực tiếp là làm cho trên mặt đất cự thạch nhảy vỡ thành bột phấn hơn nữa cái kia trên mặt đất cấp tốc lan tràn một đạo gần nửa mét rộng lớn khe nước cũng là triệt triệt để để đem cái này mặt đất cho hủy đi cường quang rực rỡ màu đen chiếm cứ nửa bích bầu trời thánh phong sơn xích mang đỏ sầm, giống như một vầng trăng cong, bắn thẳng ra, cả hai đều ẩn chứa mũi nhọn cực kỳ sắc bén, không gian ven đường sóng sao, khe nứt lan tràn. Lực phá hoại đáng sợ khiến cho trên khuôn mặt mấy người Tiêu Tiêu Lâm tĩnh tràn ngập vẻ chấn động, bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, Tiêu Lâm toàn lực thi triển một chiêu, dĩ nhiên công kích đáng sợ, nếu đổi lại là bọn họ, cũng phải tránh mũi nhọn. Đặc biệt là tám vị thiên chí tôn khác của Tứ Thánh cung, chỉ là năng lượng tràn ra, có thể làm bọn họ trọng thương, không ngờ Tiêu Lâm cung chủ của bọn họ lại khủng bố như vậy, hai đạo công kích cực kỳ khủng bố, ở giữa không trung, hào quang đỏ sậm cùng màu đen, rốt cục là hung hăng va chạm vào nhau. Trên bầu trời va chạm, cũng là quỷ dị không có truyền ra nửa điểm tiếng vang. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc chậm rãi nâng lên, sau đó trông thấy trên bầu trời giống như hai đoàn thủy dịch màu sắc bất đồng qua lại ăn mòn đỏ sậm cùng màu đen. Tuy rằng loại giao phong này an tĩnh không tiếng động, bất quá người tinh mắt vẫn là phát hiện, tại hai cỗ năng lượng khủng bố tiếp xúc chỗ, không gian đều là trở nên cực kỳ vạn vẹo lên, nhìn qua, làm cho người ta một loại hư ảo quỷ dị cảm giác mơ hồ trong lúc đó có rất nhỏ tiếng rít từ giữa không trung qua lại ăn mòn năng lượng bên trong truyền ra nhìn như hòa bình giao phong nhưng là đều ôm đem đối phương thôn phải ý niệm trong đầu ánh mắt tiêu lâm gắt gao nhìn chằm chằm hai đoàn năng lượng khổng lồ giữa không trung sau khi thức mang cách thước cả người đều giống như hư thoát sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thân hình lung lay lắc lư nếu không phải có thước nặng linh lực trong tay chạm đất sợ lắng ngay cả thân hình cũng không ổn định được hiển nhiên diễm phân vệ lãng xích mà tiêu lâm thi triển đã triệt để ép khô linh lực trong cơ thể tiêu lâm Chương này chưa xong, mời click vào trang tiếp theo tiếp tục đọc. So với tiêu lâm, bóng đen kia rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cũng không có xuất hiện tư thái không địch lại. Ánh mắt nhìn hai đoàn không ngừng ăn mòn lẫn nhau giữa không trung, năng lượng cắn nuốt. Trên bầu trời hai đạo không ngừng cắn nuốt cùng dây dưa đỏ sậm cùng năng lượng màu đen, nhưng là đột ngột giống như sôi trào nước sôi bình thường, kịch liệt ba động lên, chợt hai đoàn năng lượng tại mọi người nghi hoặc ngạc nhiên trong ánh mắt, đột nhiên bành trướng lên. Từng đạo ánh mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn hai đoàn năng lượng khổng lồ đột nhiên bành trướng quỷ dị kia, chẳng biết tại sao trong lòng con cái tiêu tiêu lâm tĩnh lại cảm nhận được một cỗ bất an khi bành trướng đạt tới điểm giới hạn nào đó hai đoàn năng lượng khổng lồ đột nhiên đình chỉ tất cả động tác đồn ngột hiện ra ánh sáng khác thường không gian đột nhiên dao động một kích mạnh nhất của tiêu lâm và hắc ảnh tựa hồ trong lúc tiếp xúc thôn vệ lẫn nhau mơ hồ xuất hiện một chút biến dị mà loại tình huống này ngay cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịt và kinh ngạc trong đó điểm sáng tại hai đoàn năng lượng bên trong cấp tốc khuếch trương đến cuối cùng điểm sáng kia càng ngày càng trói mát không gian sóng ngày cũng là tại thời khắc này càng thêm kịch liệt. Tuy Diễm Vân Vệ Lãng Xích là đấu kỹ địa giai, nhưng đối với Tiêu Lâm thực lực thánh phẩm trung kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là lực lượng cường đại có thể so với đấu kỹ thái cổ giai. Trên bầu trời, hai cái điểm sáng đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, giống như bị đâm thủng bong bóng bình thường, một cỗ vô cùng cuồng bạo thiên địa năng lượng, nhất thời tràn ngập ở Thánh Phong Sơn trên. Bùm! Cường quang chói mát từ phía chân trời chiếu xuống, tại thiên địa năng lượng cuồng bạo lúc, đỏ sậm cùng màu đen năng lượng đoàn, rốt cục là không chịu nổi năng lượng dị động, lập tức một đạo như sấm nổ vang, mang theo gió lốc cực kỳ khủng bố, từ giữa không trung thổi quét ra, gió lốc đi qua, không gian chấn động. Phía dưới, sắc mặt mấy người Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh Mục Vân hi hoảng sợ vô cùng, nhìn gió lốc năng lượng cấp tốc khuếch tán kia, cho dù là cách xa nhau rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được khủng bố trong đó. Cơn bão này nếu lan đến đây, chỉ sợ bọn họ không có mấy người có thể toàn thân. Không tốt, phong tỏa không gian. Thân ảnh Lâm Tĩnh đột nhiên chớp nhoáng giữa không trung, tiếng quát lạnh vang lên, một cỗ năng lượng khổng lồ dị thường từ trong cơ thể bạo vọt ra, mà không gian kia cũng là vào giờ phút này giống như sóng nước ba động lên, cuối cùng hoàn toàn ngưng động mà xuống. Toàn bộ thánh phong sơn không gian, tính cả kia khuếch tán năng lượng bão táp, cũng là triệt để bị động lại. Tuy rằng gió lốc năng lượng bị lâm tĩnh ngăn lại, nhưng trên mặt tiêu tiêu lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì ở thời khắc cuối cùng chạm nhau, quang mang màu đen kia lại nuốt trưởng toàn bộ lực lượng của dưỡng phân vệ lãng xích. Đang lúc tiêu tiêu muốn tới gần điều tra rõ tình huống, một cỗ lực lượng mờ mịt cường đại, đúng là nhanh như chấp lao ra, oanh kích vào trên người tiêu lâm trở tay không kịp phốc suy sau khi bị cỗ lực lượng mờ mịt này đánh trúng lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng tiêu lâm phun ra chợt toàn bộ thân thể hùng hằng bắn ngược ra cuối cùng giống như một đạo hắc tuyến trực tiếp nặng nề nện trên mặt đất tiêu lâm sắc mặt tiêu tiêu trong nháy mắt biến đổi lấy thân pháp cực nhanh xuất hiện bên người tiêu lâm chậm rãi nâng tiêu lâm dậy lập tức lấy ra một viên đan dược trị thương từ trong nạp giới viên đan dược này chính là đan dược cao dai do dược trần luyện chế trước tiên cho tiêu lâm uống vào nhìn thấy tiêu lâm hiện giờ bị đối phương trọng thương vốn là dung nhan tuyệt thế yêu diễm trong nháy mắt mặt âm trầm xuống sau đó chậm rãi đứng dậy ấn kết trong tay khẽ động trong miệng quát lạnh dám đả thương đệ đệ của ta hôm nay ta không tha cho người cửu thải thôn diệt quang tiếng quát vừa dứt một cỗ thánh phẩm linh lực siêu việt tiên phẩm ngưng tụ ra một trùng sáng có chín loại màu sắc trực tiếp xuyên thủng hư không bắn về phía bóng đen các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua mà tiêu tiêu vừa ra tay đúng là so với một kích vừa rồi của tiêu lâm càng thêm khủng bố cùng cường đại ngay cả bóng đen kia cũng bắt đầu nghiêm túc thế công đáng sợ của tiêu tiêu đối diện hiển nhiên cũng không dám khinh thường dù sao tiêu tiêu thực lực đã đặt chân thánh phẩm hậu kỳ khoảng cách thánh phẩm đỉnh phong cũng chỉ có một bước nếu như có thể đột phá thánh phẩm đỉnh phong như vậy tiêu tiêu chính là một vị hàng thật giá thật siêu cấp đỉnh cao cường giả phải biết rằng thánh phẩm đỉnh phong thiên trí tôn cho dù ở toàn bộ thiên nguyên giới mặc dù không phải lông phượng sừng lân tồn tại bất quá số lượng cũng không hơn trăm nếu có thể đạt tới thánh phẩm đỉnh phong lực lượng lực lượng của nó càng là cường hãn đến không thể so sánh cấp độ không nghĩ tới thực lực của người lợi hại hơn từ từ kia nhiều xem ra người mới là người mạnh nhất trong bọn họ bất quá đối với ta mà nói ta vẫn có thể đánh bại người. chạm đến liệt diễm tỏa bóng đen đúng là biến ảo thành một sợi xích màu đen cực dài trên đó có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt hơn nữa ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ mờ mịt trong nháy mắt sợi xích màu đen xuất hiện phiến thiên đệ này đều biến sắc mà trùng sáng cửu thải thôn kia cũng trực tiếp oanh kích vào sợi xích màu đen, bộc phát ra lực phá hoại kinh người, cả tòa thánh phong sơn đúng là bị sóng xung kích năng lượng rất mạnh, chấn nát nham thạch trên đỉnh núi trong phạm vi vạn dặm. Ầm ầm. Nhất thời không ít đá rơi bắt đầu nhao nhao lưu lạc mà xuống, khiến mặt đất đều khẽ run lên, một kích này của Tiêu Tiêu đúng là khủng bố như vậy, tất cả mọi người là âm thầm cảm thán. Chỉ có ánh mắt Lâm Tĩnh không hề buông lòng cảnh giác, bởi vì nàng vẫn cảm giác được có một cỗ lực lượng mịt mờ từ chỗ anh kích kia tàn mát ra. Tiêu Tiêu, nguy hiểm. Lâm Tĩnh hò hét một tiếng, trong nháy mắt vừa dứt lời, chùm sáng chín màu kia đã bị ngọn lửa đen kia nuốt chửng hoàn toàn. Mặc dù là bạo bắn ra một đạo to lớn màu đen sừng xích, trực tiếp xuyên thủng hư không, cho đến tiêu tiêu. Thái cổ giai đấu kỹ, thiên địa càn khôn. Lâm Tĩnh vội vàng thúc giục toàn bộ linh lực cường đại của thánh phẩm hậu kỳ, ngừng tụ ra từ trường năng lượng vô cùng khủng bố, dưới từ trường này, bất kỳ cường giả nào cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vì đạo đấu kỹ cường đại này chính là phụ thân của hắn võ tổ lâm động tự mình vì nữ nhi của nàng sáng tạo ở trong lúc nguy cấp có thể lợi dụng trong thiên địa linh lực xoay chuyển càn khôn ong theo thiên địa từ trường xuất hiện trong đó tàn mát ra lực lượng đáng sợ đối với hắc sắc liệt diễm sừng xích nặng nề ngưng tụ ra một trường đánh xuống ở trong từ trường này thi triển một trường này uy lực của nó đúng là bộc phát ra khủng bố không nói gì nếu không có gì bất ngờ xảy ra thật sự có thể bằng vào một chỗ này xoay chuyển càn khôn người này lại có được đấu kỹ cường đại như vậy thái cổ dai một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra từ trong xiềng xích liệt diễm màu đen hiển nhiên bị đấu kỹ thái cổ giai này làm cho chấn động. Hắc ám đại đế, xin ban cho ta lực lượng. Tựa hồ một đạo như là chú ngữ chi thanh, lúc này vang lên, mà theo chú ngữ nói xong, một cỗ đáng sợ hắc ám chi nguyên, đúng là thao thao bất tuyệt tiến vào hắc sắc xiềng xích phía trên, trên đó hắc sắc liệt diễm càng là tăng vọt mà lên. Uy năng khủng bố, giống như là mang theo tư thái hủy diệt, bắt đầu cùng Lâm Tĩnh triển khai đối kháng kịch liệt, theo lực lượng hắc ám xuất hiện, thiên địa càn khôn đúng là bị ăn mòn, nguy cơ lại giáng lâm ở bên bọn họ. Không được, Lâm Tĩnh cảm giác được, lực lượng của đối phương đã vượt xa phạm vi thực lực mà bọn họ có khả năng đối kháng, thúc đẩy linh lực cường đại đến cực hạn, nhưng vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu. Lúc này ba người Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm, Mục Vân Hy cũng cảm thấy tình huống vô cùng không ổn, liền đi tới bên cạnh Lâm Tĩnh, đem toàn bộ linh lực của bản thân vận chuyển cho Lâm Tĩnh. Mà tám vị thiên chí tôn còn lại, bước chân vừa đạp, thân ảnh đồng loạt xuất hiện ở phía sau Lâm Tĩnh, nói: "Tứ đại cung chủ, chúng ta tới giúp các ngươi." Tám đạo lực lượng thiên chí tôn đáng sợ hiện lên trong hư không, toàn bộ không gian đều bắt đầu vạn vẹo, nhiều thiên trí tôn như vậy cùng xuất thủ, ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Theo bọn hắn những siêu cấp cường giả này gia nhập, rốt cục có thể chống cự hắc sắc liệt diễm thế công, loại đối kháng này rằng co một lát sau, hắc sắc liệt diễm xiển xích bên trong, truyền ra tiếng cười quỷ dị. Khặc khặc khặc, nếu các ngươi đều đưa tới cửa, ta liền cùng nhau đem linh hồn của các ngươi đoạt lấy, luyện thành phệ hồn quyết, đến lúc đó ta mới là đại thiên thế giới, không đúng, là chúa tể mạnh nhất cả thiên nguyên giới. Phá cho ta một đạo lớn tiếng vang lên lực lượng hắc ám kia hóa thành một đạo cự trường màu đen thật lớn hung hăng đánh ra với đám người lâm tĩnh lực lượng trên cự trường đúng là khiến bọn họ không hề có lực đối kháng bởi vì đó là lực lượng hắc ám của hắc ám đại đế có thể ăn mòn linh lực trên người thiên trí tôn mấy ngày nay không tốt lực lượng quá mạnh mẽ chúng ta phải chống đỡ không nổi lâm tĩnh toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy hai tay càng là cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn hơn nữa hắn thi triển thiên địa càn khôn cũng vào giờ khắc này bị cự trường lực lượng đáng sợ cho đánh nát ra hóa thành đầy trời tinh quang chậm rãi bay xuống tiêu tán phốc suy mỗi người đều là một ngụm máu tươi phun ra thân ảnh của hắn bắn ngược bay đi nặng nề nện xuống trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy đạo hố lớn không nghĩ tới bọn họ tứ thánh cung tứ đại cung chủ cùng với tám vị thiên trí tôn liên thủ dĩ nhiên đều bại bởi cơn giả thần bí này tiêu tiêu gian nan bỏ dậy run rẩy đứng lên ánh mắt kinh hãi nhìn sợi xích màu đen khủng bố trên bầu trời thầm nói không nghĩ tới mạnh như vậy cần mau chóng thông báo cho tiêu huyền tổ tiên chợt tiêu tiêu vừa định thông qua bí pháp chuẩn bị thông chi vô tận hòa vực tiêu huyền vực chủ trên bầu trời đổi lấy tiếng xiềng xích thật lớn đợi đến khi tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn lại đúng là làm hắn đều cảm thấy một cũng nguy hiểm 12 đạo hắc sắc liệt diễm xiềng xích đúng là trực tiếp hướng bọn họ 12 người bạo lược mà đến sau một khắc đem thân thể của bọn họ trói buộc chưa để giam cầm mà xuống hơn nữa còn có lực lượng mờ mịt làm linh hồn bọn họ đều bắt đầu run dày, từ trên xiềng xích tàn mát ra ha 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 lấy linh hồn của các ngươi đến thành tự vệ hồn quyết của ta một đạo đắc ý lành lạnh tiếng cười truyền khắp cả tòa thành phong sơn bị hắc sắc liệt diễm xiềng xích vây khốn thân thể về sau, vậy mà đều không thể hành động, hơn nữa linh lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng xói mòn, hơn nữa ở sâu trong cơ thể linh hồn cũng bị lực lượng nào đó triệu hoán, vậy mà muốn mạnh mẽ phá thể mà ra. Chuyện này sắp kết thúc rồi sao? Mí mắt của Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm, Lâm Tĩnh, Mục Vân Hy sau khi bị cỗ lực lượng mờ mịt này ăn mòn dần dần rủ xuống, mà trong nháy mắt tầm mắt hắn sắp sửa hoàn toàn hắc ám. Đột nhiên ở phía chân trời Thánh Phong Sơn phát ra tiếng vang ầm vang, lại sau đó, vô biên vô tận hoa mỹ hỏa viêm giống như là từ trong hư vô thổi quét ra, hỏa viêm bá đạo đến không cách nào hình dung, thậm chí ngay cả lượng hắc ám đáng sợ kia đều là dưới hỏa viêm rực rỡ này, nhanh chóng bị thiêu đốt bốc hơi. Hư, tựa hồ là một ngôi sao băng thiêu đốt hỏa diễm, xuyên thấu không gian ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đập vào phía trước tiêu tiêu, tiêu lâm, lâm tĩnh, mục vân hy. Hỏa viêm xông ra, dưới mí mắt hơi cụp xuống của tiêu lâm, cuối cùng cũng nhìn rõ vật phía trước, trên mặt đất nơi đó, một cây thước khổng lồ màu đen lẳng lặng, lặng cắm trên mặt đất, mà trên thước lớn màu đen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa viêm bắt đầu khởi động, vì xiềng xích liệt dưỡng màu đen buộc chặt trên người bọn họ, trong nháy mắt bốc hơi mà đi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười có vẻ lười nhác đột ngột vang lên ở phía chân trời Thánh Phong Sơn. "Này, hai hài tử bảo bối của ta, còn chưa tới phiên ngươi cướp lấy linh hồn của bọn họ, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tiếng cười có vẻ lười nhác, phảng phất là từ bên ngoài hư không kia truyền đến, mà khi nó vang vọng trong thiên địa này, đột nhiên trong hư vô có ngọn lửa vô tận cuồn cuộn mà ra, một cỗ nhiệt độ khủng bố, trực tiếp là bao phủ tòa thánh phong sơn này mà dưới độ ấm này lực lượng hắc ám vốn tràn ngập trong thánh phong sơn trực tiếp vào lúc này dùng một loại tốc độ kinh người bị bốc hơi hầu như không còn từng sợi xích ngay cả hắc sắc liệt diễm kia có tiếng vang ong ong vang lên hoa mỹ hỏa viêm trống rỗng thiêu đốt lên nhanh chóng đem chúng nó hóa thành hư vô đột nhiên xảy ra biến cố trực tiếp là làm cho tất cả mọi người là cả kinh bọn họ mạnh mẽ ngẩng đầu có chút khiếp sợ không hiểu nhìn nơi nào đó hư không nơi đó không gian vào lúc này bị xé rách ra vô cùng vô tận hỏa viêm từ trong đó gào thét đi ra, loại này hỏa viêm hiện ra cực kỳ hoa mỹ chỉ sắc, đồng thời cũng tản mát ra một loại làm người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trong biển lửa, một chiếc thuyền lớn chậm rãi từ trong xé rách không gian chạy ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở phía chân trời Thánh Phong Sơn, che đậy hơn phân nửa ánh mặt trời. Sau đó trên bong tàu con thuyền có năm đạo thân ảnh đứng ở trong đó, mà một đạo thân ảnh trong đó bước chân vừa đạp, phảng phất ngay cả phiến không gian này đều là khẽ run rẩy, tựa hồ là không cách nào thừa nhận hắn sáng lâm đó là một gã nam tử mặc áo bào màu đen, thân hình hắn thon dài, mặt mang nụ cười, nụ cười hơi có vẻ lời nhác, ôm mặt ngoài thân thể, thiêu đốt rực rỡ hỏa diễm. Từ xa nhìn lại, giống như là một vị hỏa thần nắm trong tay thiên địa vạn hòa, tràn ngập không hiểu thần chi huy áp. Trước khi hắc bảo nam tử xuất hiện, phiến thiên địa này cơ hồ là bị cỗ khí tức mịt mờ kia bao phủ. Nhưng mà sau khi vị nam tử áo đen này xuất hiện, tất cả thiên trí tôn phía dưới đều có thể cảm giác được khí tức mịt mờ phô thiên cái địa kia, dĩ nhiên là đang nhanh chóng tan rã tản đi thậm chí ngay cả ma uy cường đại của vị hắc ảnh kia đều bị các theo áp chế vào giờ khắc này tám vị thiên trí tôn kia đều là thân ảnh khiếp sợ trên hư không bọn họ hiển nhiên cảm giác được người này vô cùng cường đại đến tột cùng là thần thánh phương nào bóng đen vừa rồi dưới tay rất nhiều thiên trí tôn liên bọn họ cũng không thể chiến thắng lại là cường giả đột nhiên xuất hiện trước mắt có thể trực tiếp áp chế phải biết rằng đạo hắc ảnh này thực lực có thể tuyệt đối không tầm thường vừa rồi cỗ lực lượng hắc ám kia đã vượt qua bọn họ tứ đại cung chủ sợ là cùng phiến thế giới này bên trong chỗ tẩy giả so sánh điều này đủ để nói rõ nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện này thân phận tất nhiên bất phàm tồn tại như thế cho dù là ở trong thiên nguyên giới cũng nhất định là một vị chúa tề nào đó hắn là những ngày này trí tôn siêu cấp cường giả khiếp sợ nhìn vị hắc y nam tử kia sau đó nhìn chằm chằm trên thân thể hoa mỹ hỏa viêm trong mắt xẹt qua vẻ suy tư sau một khắc bọn họ con người đột nhiên mở to lên trên mặt có vẻ khó có thể tin hiện ra hắn hắn chẳng lẽ là vị nhân vật truyền kỳ thiên nguyên giới kia viêm đế trong tám vị thiên chí tôn kia rốt cục là thiên chí tôn có kiến thức bất phàm nhận ra thân phận người tới lúc này nhịn không được thất thanh đi ra trong thanh âm đúng là mang theo vô cùng nồng đậm kính sợ cùng tôn sùng viêm đế một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng tất cả thiên chí tôn ở đây đều trợn mắt há hốc mồm phải biết rằng trong thiên nguyên giới này viêm đế giống như là tồn tại truyền kỳ đó là một trong những cường già truyền kỳ chân chính của thiên nguyên giới cho dù là những người chúa thể hiện giờ cũng phải ngưỡng mộ trong thiên nguyên giới này nhân vật truyền kỳ có thể nổi danh cùng viêm đế chỉ có vị võ tổ và mục chủ kia ba vị này chính là người thủ hộ thiên nguyên giới nhân vật truyền kỳ bực này không phải nói mấy năm trước đã rời khỏi thiên nguyên giới đi tới các thế giới khác của giới ngoại chi trụ sao vì sao trước mắt dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bọn họ điều này làm sao không để cho những thiên trí tôn siêu cấp cường giả ở đây rung động không hiểu trong lúc rất nhiều thiên trí tôn trợn mắt há hốc mồm bên cạnh vị nam tử áo đen kia lại xuất hiện hai đạo thân ảnh một vị nam tử áo tím cùng một vị nam tử áo vàng trắng theo hai đạo thân ảnh này xuất hiện, phiến không gian này lại là tăng lên run dày, đồng dạng cũng không cách nào thừa nhận bọn họ dáng lâm bình thường. Hơn nữa hai đạo thân ảnh này phát ra khí tức, dĩ nhiên cũng không thua gì vị viêm đế kia, đồng dạng có một cỗ uy áp phi thường cường đại, tràn ngập ở trong thiên địa. Càng làm những thiên trí tôn khiếp sợ nhìn ba đạo thân ảnh thon dài kia, toàn bộ thân thể đều là thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hai vị kia, chẳng lẽ là Vũ Tổ và Mục Chủ? Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Thiên Nguyên giới tam đại nhân vật truyền kỳ, viêm đế võ tổ mục chủ lại tại thời khắc mấu chốt nhất đồng thời hiện thân hàng lâm ba vị bọn họ thần thái tự nhiên có một loại khí độ khiến người ta đau lòng đó là một loại khí thế không cách nào hình dung loại cảm giác này giống như là thiên địa sụp đổ ba đạo thân ảnh này đều như cũ là có thể ngăn cơn sóng dữ xoay chuyển càn khôn một mình chống đỡ đại cục bình thường đó là một loại chân chính cường đại có bọn họ ba đại thủ hộ giả tại thế giới nhất định đi hướng càng thêm huy hoàng con đường hơn nữa không bị ngoại địch xâm lấn lúc này bốn người tiêu 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 lâm Lâm tính, Mục Vân Hy, ngẩng mặt lên nhìn thân ảnh cuối cùng cũng hiện thân kia, cố nén đau đớn chuyển đến từ thân thể vừa định lướt lên bầu trời, lại bị Tiêu Viêm ngăn cản. Sau đó tay áo vung lên, bốn đạo lực lượng thần thánh chính là bắn vào mi tâm của bọn họ, bắt đầu lấy tốc độ kinh người, đang khôi phục thương thế của bọn họ giờ phút này, chính là lực lượng thần, trong đó mang theo một tiêu phần thần lực, có thể tăng nhanh vết thương khắc lại. Lão Tía, bốn người thì mở to hai mắt, kích động nhìn khuôn mặt quen thuộc của bọn họ. Không nghĩ tới, mấy năm không ở bên cạnh mình lão Tía, hôm nay vậy mà đã trở lại, mặc dù là tại thời điểm cuối cùng này mới xuất hiện, bất quá bọn họ nhìn thấy lão tía của mình đã trở lại, trong lòng chính là cực kỳ vui vẻ cùng kích động. Mấy năm nay, bọn họ mặc dù đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đem siêu cấp thế lực của mình xử lý có trật tự có lý, bất quá trong lòng vẫn như cũ có đối với phụ thân mình tưởng niệm. Ha ha, tuy nhi chúng ta, lâm nhi, các người không sao chứ? Ngay sau đó thân ảnh tiêu viêm xuất hiện bên cạnh tiêu tiêu và tiêu lâm. Bọn họ lắc đầu, kích động nói, không có việc gì, lão cha người rút cục đã trở lại chợt hai người ôm tiêu viêm bắt đầu lệ nóng hóc mắt các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua